Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày mùng 7 tháng 8 năm Quý Mão, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu thứ năm hàng tuần. Hôm nay cũng có cái nhân duyên rất là đặc biệt, đó là gia đình cô Hạnh Biểu phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cho bố chồng cũng như các vị hương linh trong gia đình. Đặc biệt hôm nay thầy Hào cũng như một số quý thầy sắp xếp một cái đàn lễ, mới một ngày hôm qua đã xong một cái đàn lễ để cúng, cũng là cầu siêu vào chủ nhật tuần này cho các vị hương linh chết trong cái chung cư mini ở thủ đô Hà Nội, 56 người. Đó là pháp hội của mình, có là một cái lễ cầu siêu bạc độ cho các vị hương linh. Nhân tiện hôm nay thầy chia sẻ cái đề tài đó là cộng nghiệp và biệt nghiệp, hay nói khác hơn đó là nói đến cái công đức niệm Phật và trì giới và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, chủ nhật trước chúng tôi có giảng cái đề tài cũng nói về cái việc niệm Phật trì giới, trong đó có nói về tín nguyện hạnh. Thì cái bài giảng vừa rồi đó thì chúng tôi rút ra những cái tinh yếu mà Tổ sư Ấn Quang nói về như thế nào là tín, như thế nào là nguyện và như thế nào là hạnh đó. Thì có một số quý Phật tử như cô Diệu Nga ở thủ đô Hà Nội có cái đạo tràng hương nguyện đó, như cô Thủy ở Iceland, và một số quý Phật tử nghe qua cái bài giảng này rất nhiều lần và họ cảm được cái lời của chúng tôi chia sẻ. Cho nên đại chúng nếu có rảnh thì nên nghe lại 5 lần 3 lượt. Vì khi mà mình đọc vào văn kinh, đọc vào pháp bảo, nghe giảng thì mình nghe nhiều lần thì đó gọi là văn huệ. Rồi mình tư duy sâu về cái giáo pháp của Đức Phật gọi là tư huệ. Mà thường mình tư duy thì mình sẽ thích làm. Nếu mà đọc qua rồi không suy nghĩ thì rất dễ dàng bỏ. Nghe qua rồi mình không suy nghĩ thì rất dễ dàng mình không làm được, mình bỏ. Còn nếu mà mình nghe mà mình tư duy á, thì thường chúng ta phải làm. Nghĩ việc gì thì sẽ làm việc đó, không nghĩ thì không làm được. Cho nên hầu như là cái thời gian chúng tôi để vào trong giáo pháp của Đức Phật, nhất là pháp môn tịnh độ, cho nên khi chúng tôi để tâm vào đó thì những cái điều mình hiểu biết nó rất là sâu. Và khi mình chiêm nghiệm, mình thực hành cái điều đó nữa thì mình nói cho người khác nghe thì họ rất là dễ hiểu, họ sẽ cảm được. Cũng như là cái việc mà nguyện sanh Tây Phương, hôm bữa chúng tôi nói mỗi sáng chiều phải đọc cái bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì: đệ tử con Thích Giác Nhàn một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thở con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Mỗi ngày sáng tối phải phát nguyện. Còn đại chúng tu chung ở đây thì mình đọc cái bài phát nguyện chung luôn. Lúc trước thì chỉ có một người đọc, rồi cái người bên cạnh đó chỉ nghe thôi, không bằng mọi người đều đọc hết. Sáng tối phải đọc văn phát nguyện này. Văn phát nguyện này không phải đọc cho lấy có, mà đọc từ nơi tâm thảm của mình, tha thiết muốn nguyện vãng sanh. Thì những người họ nghe đến đây thì họ biết cái phát nguyện như thế nào. Rồi bên cái lý bên trong là mình phải buông xả cõi ta bà giả tạm này, nó là một cái ngục tù, là cái nhà lửa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đây là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là nhà lửa tam giới mà.
lửa lửa vô thường nó đốt tóc đen thành tóc bạc, da mình thẳng thớm nó thành da nhăn, lưng thẳng thành lưng còng, rồi trẻ trung nó trở thành già cả. Đó là những loại lửa vô thường nó đốt, nó đốt đến lúc mình thành tro luôn, đúng không? Ra thiêu luôn là thành tro. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi thì mình phát nguyện vãng sanh Tây Phương rất là dũng mãnh. Mình phải nghe được cái lý này mình hiểu. Cho nên cái video bài giảng tuần vừa rồi, thực sự chúng tôi để toàn tâm vô trong đó. Cho nên quý thầy nếu mà không có bận biểu những lễ lớn, ví dụ như thầy Thành, thầy Hào, thầy Phổ thì thường xuyên rồi, thầy sắp xếp những công việc mua đồ phóng sanh hay công việc gì đó là không có buổi giảng nào thầy bỏ. Thì khi mà mấy thầy lên ngồi thì quý thầy nghe là văn huệ, rồi quý thầy nghe xong rồi mình tư duy hoặc mình có một cái vốn. Đến cái lúc mà Phật tử hỏi con chưa có hiểu cái phát nguyện như thế nào về tính hạnh nguyện của tịnh độ, thì kêu ồ lúc trước tôi có nghe thầy Giác Nhàn nói, giờ tôi nói lại cho nghe. Rất cần thiết. Thì sở dĩ hôm nay Giác Nhàn nói được là cho quý thầy nghe, đó là do cũng học thôi. Học từ Văn Sao, học từ quý thầy, thì biết đấy, quý thầy phải học thì mình mới biết được. Nhưng mà học mà khi ngồi trên lớp như vậy thì rất là tốt, bỏ một buổi học thì rất là uổng. Hôm nay chúng tôi nói cái đàn lễ của pháp hội của mình, mới sáng hôm qua mới thiết lập. Thì khi mà ngày 12 tháng 9 dương lịch tại thủ đô Hà Nội có cái chung cư mini bị cháy, thì chúng tôi cũng xem qua một vài thông tin, nhưng mà nó chưa có đi sâu vào trong cái tâm thức của mình. Mình chưa có khởi một cái tình thương về những người bị hỏa hoạn, bị thiệt mạng. Sau khi đó chúng tôi xem nhiều cái video ở trên YouTube ấy, thì chúng tôi thấy quá là thương tâm. Một cái chung cư 150 người ở trong đó, 11, 12 giờ khuya bắt đầu cháy do chập điện. Chập điện. Và cái lượng xài điện quá lớn, mỗi ngày đều thêm bếp, thêm lò vi sóng, thêm máy giặt, thêm ấm siêu tốc, nhưng mà dây điện vẫn không có đổi cho cái tải nó lớn lên. Nóng quá, quá tải, lượng xài nhiều quá, nhu cầu quá lớn mà cái lượng cung cấp không đủ tải, cho nên nó nóng, nó sẽ cháy dây và từ ổ điện nó phát điện ra cháy. Sau khi chúng tôi xem nhiều video và cái suy nghĩ về cái việc này, hôm nay chúng tôi nói một chút để cho đại chúng cảnh giác. Và cái việc mà người mất thì rất là thương tâm. Khi mà họ chết dưới nước á, thì thân họ vớt lên mà tâm thức họ không đủ sức để mà lên khỏi cái sông, cái biển, cái ao đó. Có cái tâm trạng này. Rồi họ đợi cho có người đến, họ xô xuống đó rồi họ mới lên được. Có trường hợp thế mạng. Cái hồ đó một năm chết một lần, chết hoài. Cái chỗ đó xe tông hoài. Họ không biết đi đâu, họ quảng, cái hồn phiêu phách tán, họ không biết đi đâu, không biết làm gì, cứ ngồi một chỗ. Có căn nhà ở Sài Gòn bị cháy rồi, giờ để không, không ai làm gì được, cũng không đập phá gì được, không làm cái mới, mà ngay địa điểm quận nhất đẹp mười mấy hai chục năm về trước cũng bị cháy đó. Có cái nhà của một cái cô Phật tử còn có nói đó là xây lên xong rồi vô ở không được nữa, nhà mới tinh luôn, ở không được, không ai vô ở. Ban đêm cũng thấy các vị ở trong đó, ban ngày cũng thấy luôn. Vậy cho nên thành ra có những người họ mất khi họ vừa sanh ra bị ngạt thở. Ngạt thở, thở không được. Thì cái thân vừa sanh ra đã mất, nhưng mà tâm thức vẫn thấy mình ngạt thở. Vừa rồi hai mẹ con vô trong này, có một vị hương linh đứa cháu nhập vô cái cô đó và nói con ngạt thở, con chết, bây giờ con đói quá, con vô đây hộ pháp không cho con vô, con mới sanh ra không có tên, bây giờ thầy cho con tên đi. Ông anh con có tên mà con không được tên. Thì kêu vậy cho con pháp danh Diệu Âm nha. Kêu dạ, con đói quá rồi. Thì lết đến gần chúng tôi. Chúng tôi kêu chú Ân vô lấy xin kẹo, nhưng mà kẹo không có cho nên lấy bánh xốp.
Kêu thôi hả miệng ra cho một miếng, bẻ nửa bánh xốp đưa vô. Trời ơi nhai kêu ngon quá, nhai chảy nước miếng nước mồm, ngon quá không được ăn, bao nhiêu năm nay không ăn. Kêu đói lắm phải không, kêu đói lắm ấy. Thôi cho thêm miếng nữa nha, còn nửa nửa cái bánh đó đó, đưa vô nửa nhai. Nhai ngấu nhai nghiến, xong rồi cái kêu cần uống nước không, kêu khát nước lắm. Rồi đưa nước, lấy cái chai uống y như em bé, y như em bé. Rồi tự nói lên là do sanh ra ngạt thở chết. Thấy cái tâm thức bị vướng trong đó. Gia đình cầu siêu hồi hướng phước báu, họ nghe câu Phật hiệu, họ nghe thuyết giảng, họ thoát khỏi tâm thức đó, bắt đầu họ mới siêu thoát. Mà thoát khỏi cả một vấn đề không phải đơn giản. Mình còn cái thân này thì còn đại chúng, mình còn nhờ cái lực của đại chúng đồ, chứ nhiều khi họ mất cái thân vật lý này, họ mất cái thân này rồi, cái tâm thức của họ nó mênh mông đi hết chỗ này đến chỗ nọ, không trụ được một chỗ, rất là tội nghiệp. Điều này là sự thật. Cho nên những người mà họ bị chết cháy thì lúc nào họ cũng thấy nóng. Họ nóng như lửa đốt, thân tuy rằng mang đi chôn rồi, thiêu rồi, nhưng mà tâm thức bị nóng. Cái tâm thức nó tạo thành một cái nghiệp lực. Hôm nay chúng tôi nói về định nghiệp là gì, bất định nghiệp là gì, cận tử nghiệp là gì, thiện nghiệp là gì, ác nghiệp là gì, túc nghiệp là gì, oán nghiệp là gì, tịnh nghiệp là gì. Một loạt cái loại nghiệp này phải phân định cho rõ, rất quan trọng. Thì khi chúng tôi thấy qua cái hoàn cảnh này thì chúng tôi có phát cái tâm lập một cái đàn cúng đại thí thực tại pháp hội mình. Là hồi sáng hôm qua nói thầy Hào tốc lực cùng đại chúng làm liền một cái đàn lễ, và Phật tử ở thủ đô Hà Nội ở chùa Đức Pháp Chủ, chùa Viên Minh có thỉnh chúng tôi ra giảng để tổ chức một cái lễ phóng sanh, nhưng mà chúng tôi đi không được vì thời gian gấp, là tuần sau không có xin giấy phép để giảng vân vân mọi thứ. Cho nên chúng tôi sáng hôm nay có gặp cô Diệu Trang, có bố trí cho cổ đó là bốn thầy: thầy Hào, thầy Tú, thầy Tử Thức, thêm đó nữa là thầy Hoàng. Bốn thầy đó thứ năm tuần sau là ra ngoài đó, thứ sáu đi mua đồ cúng thí, và thứ bảy là buổi sáng có một vị thượng tọa khóa ban hoằng pháp trung ương gì đó, là cô Diệu Trang, cô sẽ mời thỉnh một vị về giảng. Rồi trưa là phóng sanh 100 triệu, rồi chiều 1:30 là tụng kinh Di Đà, rồi cúng thí thực. Thì thầy Hào với ba thầy đứng ra cúng. Hôm trước chúng tôi cúng chung với thầy Hào ở ngoài khu tâm linh Đà Sơn. Lúc trước giờ ở đây thì giao cho thầy cúng không, thầy thỉnh rất đầy đủ, rất kỹ càng, và cái tâm lực của thầy để cúng chúng tôi cảm. Bữa đó chúng tôi cùng quý thầy cúng tại cái khu tâm linh Đà Sơn. Gia đình của cô Diệu Hiền và ông Điểu, ông cũng cảm được, ông rất quan hệ. Vậy cho nên thành ra khi mà người sống còn ở lại mà 42 người bị thương, hôm nay cũng tương đối ổn ổn. Nhưng mà cái người còn sống đó thì được một cái phước duyên, đó là người Việt Nam mình cũng như chính quyền chia cơm xẻ áo mang tiền tặng cho họ. Và chúng tôi nghe phong phanh cũng 6-70 tỷ, 50-60 tỷ gì đó, để mà giáo hội của mình cũng đề xướng cái việc mà trích cái quỹ ra để tặng cho họ. Ai có được đồng tiền đó thì tặng tùy theo khả năng. Thì có hai Phật tử, cô Thủy Aselen với lại thêm cô Hạnh Biểu, cô nghe chúng tôi cũng trích một ít cái quỹ của pháp hội của mình ra đó, thì có hai cô 40 triệu, pháp hội của mình là 60 triệu mới sáng hôm nay chuyển cho cô Diệu Nga. Thì riêng cái tiền thì chúng tôi cũng không kêu gọi nữa, chỉ ai biết phát tâm mà như vậy là đủ rồi, được rồi. Còn ai muốn làm thì gửi đi đâu đó, chứ khỏi gửi vô tài khoản chúng tôi, bởi vì chúng tôi chỉ làm đến đó. Rồi cái đạo tràng hương nguyện thì sẽ bố trí chủ nhật này họp lại để mà tùy hỷ mỗi người trong đạo tràng. Cô Diệu Nga có nói sư phụ còn bỏ ra chung với Phật tử trong này gửi ra 100 triệu thì tụi con cũng sẽ hỗ trợ để đi tới tận nhà người ta đó, tặng hiến tặng đồ cái gì tùy theo. Bữa đó có mấy thầy cùng đi vào thứ hai tuần sau nữa.
Đó là cái việc mình thấy người khác hoạn nạn, nhất là bị nước trôi lửa cháy. Đây là cái nạn mà họ chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là đột ngột. Họ gặp hoạn nạn thì mình cứu ngặt. Cứu nghèo thì hơi khó. Cứu nghèo nghĩa là họ nghèo quá mà mình giúp cho họ hết nghèo là phải chỉ cho họ nhân quả. Họ tin làm phước, tin nhân quả, họ tu tập thì cái từ từ nó chuyển cái nghèo. Chứ còn cái ngặt thì nước trôi lửa cháy rồi gặp hoạn nạn thì Tổ sư Ấn Quang Ngài cũng trích cái quỹ in kinh ra để mà Ngài tặng cho những người bị lũ lụt. Riêng cái tiền của Pháp hội mình đó thì đã gửi ra sáng nay 100 triệu để cô Diệu Nga cùng với cái nhóm của cô sẽ tiến hành lo cái việc đó. Còn cái người mất thì mình làm hai cái đàn lễ, một cái tại Pháp hội của mình với một cái chùa của Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tệ ở ngoài Hà Nội đó. Còn lại một cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói, đó là nói cho người còn sống ở lại chưa gặp nạn phải làm như thế nào để chuẩn bị tư lương hành trang để khỏi phải bị chết bất đắc kỳ tử. Điều này chúng tôi muốn nói, chứ không để xảy ra rồi chúng ta hoảng hốt lên rồi. Chúng ta dĩ nhiên lo cho người còn sống ở lại tốt. Chúng tôi thấy một số những người cá nhân họ đến về quê, con cái ở những cái tỉnh thành xa, Yên Bái rồi Quảng Ninh, đưa con lên ở trong cái chung cư mini đó đó. Thì có những người họ mang tiền đến cái vùng quê đó, họ tặng cho những người mà có người thân bị mất. Ai họ cũng đau khổ. Có ông đó ông ngồi ông kêu đứa con tôi nó rất là ngoan, nó học không giỏi nhưng mà nó rất là ngoan. Mất nó rồi bây giờ tôi không biết nương tựa vô đâu, tôi đi như người khùng khùng điên điên, đi lang thang tôi quá khổ đau. Thì như vậy cái việc mà những người có nghĩa cử cao đẹp họ làm như vậy và nhà nước chúng ta hỗ trợ như vậy thì rất là tốt. Bên cạnh đó những người đau thương hơn nữa là người ta mất mà họ cần những cái công đức cúng thí phóng sanh, làm những điều phước thiện để hồi hướng, để họ thoát cái cảnh giới đó, họ rất cần. Mà cái số lượng người làm thì hơi ít, chỉ có tôn giáo mới làm được thôi. Gia đình họ thì họ cúng tại nhà, rồi riêng cái nhà chung cư đó là phong tỏa hết rồi. Nhiều lúc đôi khi họ còn ở trong đó. Nhiều lúc có những người họ về nhà được, mình cũng không biết là linh hồn họ như thế nào, cái nghiệp thức họ như thế nào, rất là đau khổ. Thì bây giờ mình khởi được cái lòng từ, mình thương người còn sống, mình giúp được cái gì đó mình giúp. Và nhất là người đã mất, làm sao đó mình khởi niệm thiện lên để mình đem công đức cúng thí phóng sanh, giảng pháp tụng kinh niệm Phật trì chú, mình hồi hướng đến cho họ. Khi mà họ cảm được những cái công đức này để họ siêu thoát, cái việc này rất cần thiết. Vì người còn sống họ còn cái phước báu, cho nên họ được ưu đãi, còn được tiền bạc đem đến cho họ. Dĩ nhiên là không là bao so với của cải vật chất, họ mất nhà họ bị cháy. Nhưng mà cái người mà tan thương hơn nữa là bị chết cháy, bị hỏa hoạn, thiệt mạng. Điều này chúng tôi để tâm đến rất là sâu. Cho nên nói thầy Hào làm liền cái đàn lễ ngày hôm Chủ nhật mình sẽ cúng. Và ở ngoài Hà Nội là một cái đàn lễ lớn. Cô Diệu Trang có phát tâm 100 triệu để phóng sanh vào cái ngày thứ bảy tuần sau. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến những cái người như là đạo tràng chúng ta ở đây, hoặc là mấy thầy, đây là một cái bài học mà mình phải rút kinh nghiệm. Thứ nhất là những thiết bị điện, mình phải nhờ những người có khả năng, họ biết về điện để họ đo được cái đường dây tải của mình là mấy trăm kilowatt, mấy trăm ohm, rồi coi thử cái thiết bị mình xài nó như thế nào để đủ. Vừa rồi đây chùa mình coi như là mỗi ngày Chủ nhật mà đẩy hết công suất để nấu bếp và mở điện như vậy là CB nhảy, nhảy liên tục. Bởi vì cái bình điện ngoài đó chịu không nổi, 500 kVA chịu không nổi. Thì kêu tụi thợ điện, điện lực nó lên, nó kêu là trong này xài quá tải. Nếu mà thay cái cầu chì, cái automat mà lớn hơn á, thì toàn bộ hệ thống điện trong này cháy hết, dây điện cháy hết là chừng hỏa hoạn. Buộc phải làm tiếp một cái bình ở ngoài kia, cái trạm lớn là 600 triệu để kéo vô cái bình bên này hết nhảy. Hết nhảy điện, hết nhảy cái automat, điện xài dư gấp 3 lần. Chúng tôi nghe là làm liền, không tiếc tiền cái chuyện này. Thay một cái trạm ở ngoài đó,
Quý vị thấy cái trạm ngay chỗ bảo vệ đó là gấp 3 lần cái trạm cũ, 600 triệu cái bình đó. Thì bây giờ là coi như xài điện là mình chỉ xài 1 phần 3 hoặc phần nửa thôi. Yên tâm đúng không? Rất yên tâm. Vậy cho nên thành ra cái việc mà điện mà khi xài quá tải thì cái dây nó nóng lên, nó chảy cái dây đó lên, mà cái dây đó là cao su bằng nhựa thì nó lan, nó cháy không thể cứu chữa được. Hai người vợ chồng bảo vệ mà thấy trong cái ổ điện nó cháy, ông bà kêu cái đốm lửa đầu tiên chỉ bằng nắm tay thôi, vậy mà nó phực nó cháy, không kịp chữa. Mà đứa con á, con trai với đứa con dâu với hai đứa con ở quê vừa lên chơi đúng ngay cái ngày đó luôn, mà bà chữa không có kịp, cuối cùng bà cũng quên kêu con xuống, rồi cuối cùng đứa con nằm cho nó chết. Bà cứ ngồi bà kêu sao lúc đó không kêu con xuống, không kêu cháu xuống mà cứ lo đi chữa, rồi cuối cùng chữa không được, rồi cuối cùng con cũng phải chết. Bà khóc, hai vợ chồng bảo vệ là nhận là thấy đầu tiên, thấy đống lửa trong cái ổ điện đã cháy đầu tiên. Khiến sao đó, ngày trước ngày sau không lên, mà ngay ngày đó đi lên thăm gia đình là bị cháy. Rồi có hai cái anh chàng thanh niên mà sinh viên á, tối cái một anh chàng thì đang học sinh viên năm thứ ba là đi chơi với bạn gái, rồi ở nhà bạn gái. Còn một anh chàng thì đi uống cà phê, thấy mưa quá không về, cho nên thành ra thôi ở lại nhà bạn trai ngủ. Thì sáng nghe cái chỗ mình ở khu chung cư cháy. Người ở xa thì đi về thăm đúng ngay cái lúc nhà cháy. Cái người ở tại đó thì đi chơi không về lại không bị chết. Có phải may rủi không? Có hỏi hên xui không? Nghiệp lực dẫn dắt, nghiệp lực xui khiến. Nghe danh từ nghiệp lực quá quen thuộc, nhưng mà hiểu rõ danh từ nghiệp lực này không phải là đơn giản đâu. Rồi làm chủ được nghiệp lực, và mình điều khiển được nghiệp lực, và mình tập theo những nghiệp thiện, bỏ nghiệp ác, không phải dễ nha. Không phải dễ à. Nghiệp lực sai khiến. Có cái đứa nhỏ, bữa nay cái tin này là hot, hot nhất, nóng nhất, kinh khủng, mà coi như là những tin tức họ truyền đi. Đứa nhỏ, cả gia đình thấy cháy, chạy ra hết bên ngoài. Hai vợ chồng với lại đếm đứa con chạy ra ngoài. Còn đứa bé này nó cầm cái khăn á, khăn ướt á, nó cứ bịch vô miệng như vậy nè, khói vô nhiều quá, hầu như là chết ngạt nhiều. Cháy chưa tới mà cái hơi khói nó lên là chết ngạt. Rồi cuối cùng nó bịch cái khăn ướt vô để nó khỏi bị cái khói vô. Nó ngồi đã 5 tiếng, ngồi tại một chỗ không chạy. Nó kêu đi đâu cũng chết, thôi ngồi bịch. Ba mẹ chạy, anh chạy, ngồi bịch đó. Cái đứa bé 12 tuổi bé gái, cuối cùng là nó bịch cái khăn vô, đến 5 tiếng sau người ta lên cứu được. Ngồi đó 5 tiếng. Kinh khủng. Cho nên thành ra có những cái thọ mạng họ chưa hết. 150 người mà chết 56 người thì có những người thọ mạng họ chưa hết. Nên nhớ, thọ mạng rất quan trọng đối với con người trong cõi này. Thì cái việc hôm nay chúng tôi làm những việc gì mình cần làm cho người sống, và đạo tràng Hương Nguyện là người ở tại thủ đô về đó, chúng tôi sáng nói với Diệu Nga. Một số những người không phải Phật tử, họ thấy những người ra đi như vậy và gia đình còn ở lại khổ đau, họ phát tâm, huống chi là mình là Phật tử. Mà riêng đối với thầy là không kêu gọi, không kêu gọi, không thừa cơ cái việc này mà mình kêu gọi nhiều người làm để mình lấy tiền bỏ túi. Chúng ta không làm việc này, không có thời gian để làm. Mình có bao nhiêu thì mình làm cho xong. Còn riêng đạo tràng con về đó, con hợp lại là Phật tử, mình nên thương người. Còn họ, chính quyền, mọi người quyên góp được bao nhiêu là chuyện của họ, rất tốt. Còn mình bỏ ra bao nhiêu đó là khả năng của mình. Khỏi phải nói nhiều quá, họ ít quá, họ như thế kia thế nọ. Mình chỉ biết mình làm thôi, làm được bao nhiêu mình làm. Còn riêng người mất là mình phải làm những cái đàn lễ, là cái phóng sanh để hồi hướng. Nhưng hôm nay muốn nói lại cho những người chưa gặp hoạn nạn, hỏa hoạn này đó, phải làm những cái gì, chuẩn bị như thế nào. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói. Thưa quý vị, cái việc mà mình thận trọng trong cái việc mà nước lửa đó. Có nhiều người chúng tôi thấy vô nhà tắm, tắm xong rồi vừa bước ra sao chợt cái chân đập đầu vô cái vách tường cái chết. Nước đơn giản, chết rất đơn giản. Cái việc mà coi như là chợt cái chân té đập đầu nhà tắm chết. Có cái chùa đó, cái ông đó, ông về ông dự khóa Phật thất, ông tu ở trong đó, cái ông tắm sao cái ông chết trong đó. 3-4 ngày sau nó thúi quá, cái đầu người ta cứ ổ sao nhà cầu đóng hoài, cứ tưởng có người ở trong đó. Cuối cùng đập cái cửa vô thấy đã chết mấy ngày rồi.
trời ơi thôi gia đình đến làm khó khăn chùa, cực kỳ khó khăn. Cho nên số lượng đông không phải là đơn giản đâu. Họ vô nhà vệ sinh sao họ bước xuống họ té đập đầu vô, cái họ nằm đó luôn, không ai giúp đỡ cái rồi không ai cứu chữa cái rồi nằm đã chết luôn. Nên con người của mình mà khi thọ mạng hết họ chết một cách rất là đột ngột, đi rất nhanh. Vậy cho nên thành ra cái vấn đề mà hôm nay chúng tôi muốn nói với đại chúng là cái việc mình hết sức thận trọng nơi điện, xài những cái thiết bị. Chúng tôi vừa nghe cái việc đó là chúng tôi nói chú Linh ở bên này mua liền một cái hệ thống nước nóng để liền một bên ngoài, không trong phòng, 9 triệu để riêng cho đại chúng dùng nước sôi. Thâu hết tất cả những cái ấm siêu tốc lại, những cái ấm siêu tốc nấu nước nhanh đó là nó ngốn điện và nó tăng cái nguồn điện lên, và cái việc mà dây nó nóng để nó quá tải để nó cháy, thu hết. Bên nhà dưỡng lão thu hết, khu chuyên tu thu hết. Mua 21 triệu hai cái bình nước nóng để cho đại chúng, dưới này một bình, trên kia một bình. Khi mình thấy những việc đã xảy ra thì mình bắt đầu là phải dè chừng, và mình phải gói ghém, và mình phải thận trọng cái việc của đại chúng. Số lượng đông, ngày thứ năm không phải chủ nhật, Phật tử ở xa về, toàn là những vị ở gần đây, bên nhà dưỡng lão ở toàn bộ nhà gần gần đây, đúng không? Thì hết sức thận trọng cái việc điện đuốc, cháy từ điện đó. Thì giờ hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà trong một cái số lượng người mất đó có một gia đình niệm Quan Âm Bồ Tát, rồi họ mới ghi lại cái quá trình mà họ niệm như thế nào và họ thoát nạn được, thì họ mới tin vào cái chuyện Phật Pháp nhiệm màu. Nhưng vì sao trong một căn nhà 100 người mà chỉ có một gia đình vài người niệm thoát được, còn lại 56 người không niệm lại chết? Như vậy Bồ Tát có phải thiên vị không? Phải niệm rồi mới cứu, không niệm không cứu có phải thiên vị không? Không. Lắng nghe ngay chỗ này, chút xíu nữa thầy Tánh ông đọc liền một cái tờ giấy mà gia đình của người đó nói ra, rồi một số người ta làm trên cái file video up lên YouTube á, rồi chúng tôi kêu chú Tính ghi cho rõ ràng từng chữ từng câu ra, rồi chúng tôi mới in ra để đọc cho quý vị nghe. Có nhiều người không hiểu, người ta kêu vì sao mà niệm là được cứu mà không niệm là không cứu. Và chính là cô Lan Phương cổ nói, mấy năm nay sư phụ phổ biến cái lời dạy của tổ sư Ấn Quang là chú Đại Bi với lại là niệm Quan Âm. Hôm nay con mới thấy là thần diệu, mà bản thân con cũng có cảm được. Nhiều lúc con lên con đọc những cái bài tắc bạch, giống như vừa rồi Vu Lan hoặc một số những cái bài tắc bạch Tết Nguyên Đán, mà trước khi con lên là con rung, con thấy đại chúng đông con khớp. Cái tâm sợ hãi, cái tâm mà lo lắng buồn chồn đó con khớp. Mà niệm chỉ trong vòng mười mấy niệm là cái tâm bắt đầu nó yên. Hay. Đúng là trong danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có cái một cái lực vô ý. Vô là không, ý là sợ, là một cái lực không sợ hãi. Danh hiệu Phật cũng thế, thần chú Đại Bi cũng thế. Bởi vì khả năng của mình là sợ hãi, là bất an, là tạo nghiệp xấu ác nhiều. Và cái khả năng thần thông diệu dụng, ngũ thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tông, túc mạng, toàn bộ không có, không có khả năng hơn Bồ Tát. Thì phải cầu Bồ Tát gia hộ, mình không có khả năng hơn Bồ Tát mà. Dĩ nhiên lý tánh của mình là có đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, nhưng bị phiền não nó phủ lấp hết rồi, những cái tác dụng đó mình không có nữa. Tác dụng thần thông á mình không có nữa. Ví dụ những người chết họ có thần thông, họ đi ra rất dễ. Có một cái anh chàng đó, anh có sợi dây anh mua sẵn rồi, anh cho cả gia đình 4 người tuột dây xuống hết, không bị gì hết. Chỉ cần một sợi dây đó là thoát khỏi rồi. Bữa nay cái dây thang là coi như bán đắt như tôm tươi, không có bán nữa. Ai cũng sợ trên tầng cao rồi mua dây. Ông Quảng Tịnh ông kêu sư phụ cũng thủ sợi dây luôn đi. Thì kêu ông muốn mua thì mua để đó. Thì như vậy cái việc mà những người họ mất ở trong cái chung cư mini đó, thì mỗi người trong mỗi hoàn cảnh có một đứa bé nhỏ nó thoát ra được. Như vậy nếu mà mình niệm Quan Âm Bồ Tát thì Bồ Tát cứu mình, thì cái nguyên lý ở đâu là niệm là cứu, không niệm không cứu? Nghe chỗ này cho rõ.
Chứ nhiều người họ không hiểu sâu về cái triết lý này, rồi cuối cùng họ mới nói rằng Bồ Tát thiên vị, sao niệm mới cứu mà không niệm không cứu. Vậy là cái người không cứu đó là Bồ Tát ghét hay là Bồ Tát có thần thông mà sao Bồ Tát không cứu? Lắng nghe cái chỗ này, cái chỗ này là cái đạo lý rất sâu. Nó có hai cái mặt mình phải hiểu. Thứ nhất là cái mặt triết lý nè, nghe cho kỹ nè. Sở dĩ gia đình mà quả quạng ở chung cư mini mà họ thoát được cái cảnh mà lửa cháy đó và khói ngột ngạt đó là thứ nhất họ thành tâm họ niệm Quan Âm Bồ Tát, thì vô hình chung trong danh hiệu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát làm cho họ có một cái lực không sợ hãi. Mà khi một con người không sợ hãi, họ sẽ có một cái sức định tĩnh để họ giải quyết vấn đề. Ngay cái đứa bé mà nó không chạy theo cha mẹ, không chạy theo anh, ngồi tại trong nhà bịt cái khăn ướt 5 tiếng đồng hồ sau lửa không lên tới, rồi người ta dập được, người ta vẫn cứu nó được. Đứa nhỏ này bình tĩnh. Cái quan trọng là định tĩnh nha. Trong nhà Phật mình có giới định tuệ phải không? Định rất quan trọng. Định là nhịp cầu để sanh ra trí tuệ. À, cái sức định tĩnh của người này có là do họ có căn lành, họ còn phước báu, cộng lại thọ mạng họ chưa hết và có được các vị vô hình ông bà cha mẹ che chở nữa đó ngàn. Chứ không phải không có đâu ngàn. À, trời Phật thương ha, ông bà mình thương phải không? Nghe câu đó có à, thương che chở à. Thì như vậy khi mà mình niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, thứ nhất mặt lý tánh trong tâm mình định tĩnh. Mà khi trong tâm mình định tĩnh, bắt đầu nó phát ra cái diệu dụng của chân tâm. Ồ, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc nghe, nghe cho kỹ ha. Khi con người mình sợ hãi, hoảng hốt, bất an, lo âu, bồn chồn thì mình quýu, mình rối, không làm theo cái sự định tĩnh sáng suốt, mà làm theo cái sự mà mình phải sợ hãi để mà mình phải bất an. Mà khi người này họ thành tâm, họ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhất là Nam Mô Quán Thân Bồ Tát, là Bồ Tát cứu những người trong lửa cháy nước trôi, nguyện của Ngài mà. Nhưng mà khi danh hiệu này đi vào trong tâm thức, tha thiết cầu nguyện Ngài, thì thứ nhất cái danh hiệu đi vào trong tâm thức mình khởi được cái tác dụng, đó là tâm định tĩnh sáng suốt. Thứ hai, nếu người này mình niệm sâu, thiệt là sâu, đi đến chỗ nhất tâm bất loạn. Thường người ta sợ hãi, người ta hay đi vô chuyện nhất tâm. Khi họ niệm được nhất tâm rồi thì nhất tâm thông vạn pháp, mình với lửa là một, mình với nước là một, mình với hư không là một. Cho nên cái người nhất tâm rồi họ có thần thông, họ đi trên hư không, họ vào trong nước, nước không có nhận chìm, vào trong lửa, lửa không cháy. Bởi vì họ nhất tâm rồi cho nên toàn bộ thân thể, tâm thức của họ với lửa là một, cho nên lửa không đốt được lửa, nước không nhận chìm được nước. Những người ra biển người ta bị nước trôi, bị sóng thần, họ thành tâm họ niệm thì họ cứ nằm bồng bềnh ở trên nước, hoặc là Bồ Tát hiện thành thuyền bè, thúng mũng cây cối cho họ ôm. Nghe chỗ cái chỗ lý tánh này thấy thú vị phải không? Cái chỗ này là cái chỗ lý tánh. Khi danh hiệu Bồ Tát đi sâu vào tâm thức, nhưng với điều kiện bình thường họ phải thường niệm. Cho nếu lúc đó họ gặp hoạn nạn thì hoảng hốt, không làm chủ được mình và không nhớ để niệm đâu. Cái nghiệp sợ hãi đó nó sẽ bao phủ cái tâm luôn, và niệm không đủ tính tâm và không đủ sức định và không có niệm tha thiết thì người này mất liên lạc với Bồ Tát Quan Âm và không khởi tác dụng được từ nơi chân tâm. Quý vị muốn gọi điện thoại thì bấm 0909 74 74 14 mới gọi vô được chú thị giả là chú Tính đúng không? Bấm đúng số điện thoại thì gọi được đó. Cái việc mà cảm với Bồ Tát Quan Âm cũng nói về cái đạo lý này. Bảy chữ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Có nhiều người hỏi Tổ Quan là con niệm thêm được không? Hỏi thêm là sao? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói cũng là một danh hiệu mà dài quá. Thôi niệm bảy chữ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là được rồi. Chúng ta có nghe. Nhớ nha. Thì như vậy khi mà mình thành tâm mình niệm, cũng như gia đình mà bị thoát nạn lửa ở tại chung cư mini á, là họ khi thành tâm họ niệm thì cái âm thanh, cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đi vào tâm thức của họ để cho họ khởi lên một cái tác dụng, đó là có được một cái sức định tĩnh, có được một cái phương tiện khéo léo và tâm thức họ an định, đó là mặt lý tánh. Về cái mặt sự tướng, khi Bồ Tát Quan Âm nghe chúng sanh đau khổ kêu cầu, gặp nạn nước, nạn lửa, nạn chuẩn bị tự tử, nạn gì đi nữa, mà khi khởi tâm lên niệm
thì Bồ Tát Quan Âm ứng hiện hóa thân vào trong con người mà đang xưng niệm, dùng mọi phương tiện để cứu. Có hai mặt. Mặt thứ nhất là lý tánh, là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để cho mình có được một cái không sợ hãi là thứ nhất. Thứ hai, khởi được cái tác dụng trong tâm. Trong tâm mình nó có nhiều cái tác dụng rất siêu quần bạc tỷ. Nó khởi những cái tác dụng để mà cứu mình rất đặc sắc. Thứ ba là cái việc cảm ứng màu nhiệm, có Bồ Tát Quan Âm ở bên ngoài chúng ta và nghe danh cho nên ứng hiện cứu khổ. Còn người không niệm, tâm hoảng hốt sợ hãi, mất liên lạc với Bồ Tát, cho nên Bồ Tát không cứu được. Chứ không phải là Bồ Tát không thương người bị chết, chết cháy này. Không phải không thương 56 người đó, mà người mấy người đó vì nghiệp lực sâu nặng, không tin được danh hiệu Bồ Tát, không đủ khả năng, không đủ nhân duyên và không có nhớ được Bồ Tát để niệm. Cho nên cái việc để mà liên lạc được sự cứu khổ, mất liên lạc. Mất liên lạc. Trời ơi, cả một cái vùng xung quanh đó, 11, 12 giờ khuya, 1, 2 giờ khuya, người đứng trên lầu, cái tiếng la thất thanh, cứu tôi với, lửa cháy tôi gần chết rồi, khói ngột ngạt rồi, cả một cái chung cư, 150 người la thất thanh. Như vậy bài học gì rút ra kinh nghiệm? Khi mình chết cửu huỳnh tử là chết nước, chết đạn, chết lửa, chết vì tự tử, chết vì chợt té lất rớt xuống cái vực sâu, chết vì một viên đạn xuyên qua người, chết vì người ta đập cái cây ngay cái đầu mình chết, vân vân, đủ kiểu là chín kiểu chết. Thì ngài A Nan hỏi Đức Phật là chín cái kiểu chết này người ta được siêu thoát không? Thì ngài A Nan hỏi Phật thì Phật mới nói là nếu người này đã vô dòng thánh, họ lọt vô dòng thánh Tư Đầu Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, là cái cây đã nghiêng về cái phía phía tây rồi, thì gió kiểu gì nó cũng bật về phía tây, bởi vì nó đã nghiêng về phía tây, tức là tâm họ đã nghiêng về dòng thánh rồi. Nhưng ngày một kiền liên bị cái quả báo là giết cha mẹ mù, đưa lên trên rừng cho chết, thì mấy trăm kiếp và kiếp cuối cùng, đời cuối cùng là bị ngoại đạo đánh banh xác, cắt từng miếng thịt ra để khỏi dùng cái thần thông để nhập vào, để gom lại trở thành cái thân nữa. Cho nên Đức Phật nói tuy rằng thân một kiền liên bị tàn sát, cắt từng miếng thịt, đập chết tan nát, mà tâm thức một kiền liên đã chứng A-la-hán, cho nên vẫn được siêu thoát. Tâm thức trả quả, mà thân này trả cái quả báo do bất hiếu, nhưng tâm thức vẫn nhập vào được vô dư niết bàn. Ghê chưa? Còn đối với chúng ta thì sao? Đối với chúng ta khi gặp cửu huỳnh tử như vậy, nếu người này thực sự trì thần chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm ha, thì nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Hai cái ông sinh viên đó mà tối đó ông đi chơi, ông không về mà cuối cùng ông không chết, mà ông không có niệm, chắc chắn là chúng ta nghĩ là chắc là họ không có nghe thông tin là họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú đại bi, nhưng mà họ còn một cái phước báo che chở khiến cái bữa đó họ phải đi, mà khiến cái bữa đó họ phải đi, nó không có lọt vào trong cái cộng nghiệp đó. Thì mình mổ xẻ ra là những người mất đó thực sự là một loại cộng nghiệp. Nhà Phật nói là một loại cộng nghiệp. Mà cái cộng nghiệp này á, nếu mà mình biết cách để mà mình chuyển hóa, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh, mình niệm Quan Âm, mình phóng sanh, mình làm lành, mình làm phước, thì cái cộng nghiệp này nó sẽ gì? Nó sẽ còn một cái là biệt nghiệp, là mấy người khác chết mà mình không chết. Có, chúng tôi được xem một đứa bé gái bịt khăn ướt, một đứa trai, bé trai á, là học trong trường học, người ta chỉ cái cách thoát lửa nó sống. Một số người có sợi dây tuột sống vân vân, có một số người thoát. Thì chúng tôi kể một cái câu chuyện này cho quý vị nghe ở trong văn sao, đang nói đến cộng nghiệp và biệt nghiệp. Nói chuyện, câu chuyện này là câu chuyện bị nặng nước chứ không phải nặng lửa. Thì có một cái ông này, ông làm phước thiện rất là tốt. Những cánh đồng lúa của ổng khi ổng thu hoạch về xong á, ổng bỏ trong một cái bồn. Thì khi ổng bỏ vào trong đó, ổng canh trong cái bồn mà để ổng dùng một năm á, thí dụ là 2 tạ hoặc là 1 tấn gì đi, là họ để riêng trong một cái bồ, riêng trong một cái chỗ riêng đó, họ để họ ăn trong một năm. Còn lại những lúa mà dư á, là ổng lấy ổng cho hết bá gia bá tánh. Và tiền của ông có, ông giúp những người nghèo, ông làm những chuyện thiện nguyện.
thì có một cái lúc cái đập, tức là cái bờ đê nó ngăn cản một cái con sông lớn, cái sông đó là sông Hoàng Hà, Tổ Ân Quang nó là sông Hoàng Hà, thì nước dâng lên và bờ đê chịu không nổi vỡ đê. Thì khi vỡ đê nước ào xuống một cái thì dân làng trong đó có người chạy tán loạn, có người sống, có người chết, mà hầu như là 70% chết. Vỡ đê, không kịp chạy. Thì riêng ông này trong nhà ổng vẫn sống vô tư. Nghe cái mấy kinh chứ. Nhìn ra thấy chứ lục đám sương mù, nước phủ hết nhà của ổng luôn. Toàn bộ những căn nhà ngập hết toàn bộ. Riêng nhà của ông, cả gia đình ở trong nhà thấy bên ngoài giống như là sương mù, nước không lọt vô trong nhà. Thì đê nó vỡ thì nó đi qua giống một con lũ mà ào xuống một cái, mấy tiếng đồng hồ là sạch sẽ. Riêng nhà ổng không hề hỏng gì. Coi lại trong văn sau đi, có câu chuyện này. Bữa nay tự nhiên sao lại nhớ câu chuyện này. Cái gì che chở? Long thần hộ pháp, thiện thần che chở. Do ông này ông làm thiện quá nhiều, ông cứu những cái người mà nghèo khổ không có gạo ăn, ông giúp cho những người mà cơ nhỡ khó khăn, cho nên cái phước báu của ông quá lớn. Cho nên khi ông gặp nạn nước nạn lửa thì có thiện thần long thần hộ pháp đến che chở. Tin điều này không? Tin không? Cái câu chuyện này có thiệt ở trong văn sao. Nói như vậy thì những người mà bị hoạn nạn đó, có những lúc những người họ làm thiện, ví dụ như là ở ngoài chung cư mini có những người họ làm thiện, mà cái sức thiện của họ nhỏ quá và cái cộng nghiệp lớn quá, cho nên lúc đó họ phải trả. Họ phải trả. Nhưng nếu chúng ta mà làm thiện giống như cái ông mà Tổ sư Ân Quang nói là có lúa cho lúa, có gạo cho gạo, những người nghèo lo đủ ăn mình thôi đó, rồi có tiền giúp cho người khác, rồi vân vân, làm những điều phước thiện á, thì khi mà gặp hoạn nạn á thì có thiện thần long thần hộ pháp che chở. Điều này có. Chúng tôi tin điều này. Thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ đến cái việc thiện chúng ta phải làm. Đó là nói đến nghiệp thiện, là thiện nghiệp phải làm. Và khi làm thiện nghiệp như vậy, thay vì mình gặp cái ác báo là nước, là lửa, là trộm cướp, là bị coi như là té tàu, té xe, rồi chết vì đạn, chết vân vân, những cái chuyện chết mà chết đột ngột á, thì nhờ cái phước này nó che chở cho chúng ta. Và nó vi diệu mà nó nhanh hơn là khi có tiền, chúng ta bị gặp nạn rồi chúng ta mới dùng đồng tiền đó vô để người ta chữa. Hôm nay chúng tôi muốn nói cái đạo lý này cho mọi người biết. Tuy như vậy, hôm nay cái việc mà cộng nghiệp của chúng ta nó xuất hiện, thì lấy cái gì để mình hóa giải cái cộng nghiệp của ác nghiệp? Nhớ nha, cộng nghiệp nó có cộng nghiệp của thiện nghiệp và cộng nghiệp của ác nghiệp. Cộng nghiệp của thiện nghiệp, ví dụ như là chúng ta đi một cái đàn lễ cúng thí thực, hôm nay chúng ta đến đó cộng tu, giống như là ngày thứ bảy tuần tới là mọi Phật tử nghe có quý thầy ra là đến đó để tụng kinh, chúng tôi chuyển mấy ngàn cuốn kinh ra, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình phóng sanh, mình cúng thí thực, thì đây là một loại cộng nghiệp của tôn giáo là để tích lũy công đức. Rồi mình nghe một cái đàn lễ phóng sanh ngày 12 tháng 11 ở ngoài Đà Nẵng, khu văn hóa tâm linh Đại Sơn, mình tới đó là cộng nghiệp của thiện nghiệp, tịnh nghiệp, tam phước trong quán kinh dạy là cộng nghiệp của thiện nghiệp, của tịnh nghiệp. Được chưa? Hiểu rõ ràng đúng không ạ? Rồi mình nghe người đó phát tâm in kinh 10.000 cuốn là 360 triệu, ví dụ vậy. Mình có tiền mình bỏ ra 5.000 tiền Việt Nam, hoặc là 1-200.000, 1-2 triệu hùng vô chuyện in kinh, thì mình được cái tịnh nghiệp công đức của in kinh. Được chưa? Đó. Còn nếu mà mình nghe hôm nay mình làm cái lễ phóng sanh, mình bỏ cái thùng 500 đồng, không bỏ đồng nào mà tùy hỷ về tại chùa, tùy hỷ công đức phóng sanh, bỏ 5.000 hoặc là 10.000, một vài trăm ngàn, là cộng nghiệp của tịnh nghiệp phóng sanh ngày hôm nay. Hiểu hai cái việc cộng nghiệp của thiện nghiệp và tịnh nghiệp, và cộng nghiệp của ác nghiệp là trả quả xấu ác chưa? Đúng không ạ? Còn một loại nghiệp nữa là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là nghiệp như thế nào? Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện, quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, niệm Phật vãng sanh.
Đó là tịnh nghiệp của Tam Phước mà mười phương ba đời chư Phật đều làm. Mà người tu tịnh độ cần phải tích lũy cái tịnh nghiệp Tam Phước này. Và thêm một cái tịnh nghiệp nữa, đó là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là tịnh nghiệp. Niệm cho tâm mình thanh tịnh, tương ưng với cảnh giới Cực Lạc, tương ưng với Đức Phật Di Đà là tịnh nghiệp. Cái tịnh nghiệp này dễ làm cực kỳ, nhưng mà do chúng ta không đủ tính tâm, không đủ sức kiên định để chúng ta niệm. Chứ thực sự tịnh nghiệp của niệm Phật là dễ làm nhất, không tốn kém của cải vật chất bỏ ra. Thời gian thì cũng không có bỏ ra nhiều lắm đâu, cũng ăn ngủ bình thường chứ không phải bắt chúng ta niệm suốt ngày suốt đêm. Còn cái tịnh nghiệp của cái lòng từ không giết cũng không phải dễ làm đâu, bỏ tiền túi ra cũng dễ làm. Nghe người khác làm mà mình đi cũng không phải dễ gì có thời gian đi, đúng không? Nhưng mà cái tịnh nghiệp của niệm Phật, tịnh nghiệp của trì chú niệm Quán Âm, thì cái tịnh nghiệp này nếu mà thực sự mà thường niệm á, thì cái tịnh nghiệp này nó sẽ tăng trưởng, ha, tăng trưởng rất nhanh. Nó còn một cái loại nghiệp nữa, lắng nghe kỹ nè, định nghiệp. Trước giờ nghe danh từ định nghiệp chưa? Đến 50 tuổi hoặc 30 tuổi, hoặc trên chung cư mini đó, có những đứa nhỏ mười mấy tuổi chết, thì cái thọ mạng phụ thuộc vào cái phước báu tích lũy, phóng sanh, ăn chay, làm phước đời trước, và phụ thuộc vào trong cái phước báu trong hiện tại, những ngày tháng năm trước. Nếu mà thọ mạng nó hết vào 12 tuổi, định nghiệp nó là phải ra đi, thọ mạng phải hết. Có những đứa là trong bào thai 1-2 tuần lễ bị cha mẹ phá thai rồi, có lúc vừa sanh ra chưa có ẵm đứng mà ẵm ngửa. Ẵm ngửa là cầm nó ngửa vậy đã chết rồi. Có cái đứa bé mà nó ngạt thở mà nãy chúng tôi nó nhập vô bà dì bà cô gì đó, thì cái định nghiệp là thọ mạng của nó đến đó là phải hết. Thường định nghiệp là định nghiệp của thọ mạng, đến đó là hết. Chuyển định nghiệp được không? Được. Chuyển định nghiệp của thọ mạng ngắn 12 tuổi, 15 tuổi, 50 tuổi trở thành hơn 60 tuổi là hưởng thọ bằng cách nào? Bằng cách nào? Niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi, tụng kinh. Đó là cách tự lực của mình tích lũy công đức tịnh nghiệp để chuyển định nghiệp. Chuyển định nghiệp thọ mạng ngắn thành thọ mạng dài. Người niệm Phật, niệm Quan Âm, cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý được phú quý, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu thoát nạn được thoát nạn, nạn nước, nạn lửa, cầu niết bàn được niết bàn, cầu vãng sanh được vãng sanh. Cho nên Tổ Ấn Quang nói, chỉ có danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, công đức niệm Phật và pháp của Phật chuyển được định nghiệp. Mình không biết định nghiệp mình là còn bao nhiêu. Định nghiệp chúng ta ví dụ 60 tuổi phải không? Hôm nay cật lực phóng sanh là một loại công đức lợi tha. Mà công đức phóng sanh này á là giúp cho mình chuyển được định nghiệp. Công đức này là công đức của vô ý mà. Vô ý là một công đức thọ mạng kéo dài mà. Hôm nay cật lực phóng sanh, khuyên người phóng sanh. Có ít phóng sanh, ít có nhiều phóng sanh, có nhiều phóng. Không có tiền phóng sanh thì phải tùy hỷ. Vừa rồi có cô ở bên anh nhắn tin vô điện thoại 0909 7474, nói cái kiểu này nè, phóng sanh nếu mà ra chợ mua, gặp con gì mua con đó thì được. Còn nếu mà đặt người khác, giống như là có cung thì có cầu, khiến người ta đi làm ác thì có được công đức gì đâu. Giống như dạy đời vậy mà. Giống như dạy đời cho mấy thầy, chẳng lẽ mấy thầy không biết chuyện này, nói nó thừa. Với hai nữa, cái nghe cái cách nói là gần như là không thích phóng sanh lắm. Nếu cái người thích phóng sanh thì người ta cứ ồ mấy thầy làm gì thì làm thì tốt lắm, làm sai mấy thầy đặt, mấy thầy làm không có đúng ha, mấy thầy chịu chứ có gì đâu mà phải nói, mà phải nhắn tin. Rồi nhắn thêm cái ý nữa, nói rằng là sáng tụng vô lượng thọ niệm Phật cái Di Đà, chiều cũng vậy, suốt ngày niệm Phật, còn thời gian đó mà trì chú, đã phá chùa bình trì chú. Thật sự mà nói những người này tội chết, đem cái tâm phân biệt chấp trước, phàm phu tục tử mà đi so sánh cái chuyện tu hành Phật Pháp. Dại, quá dại. Mình không có trì chú thì thôi, cho nó làm chi cái chuyện đó ra để mà nó tạo nghiệp ác khẩu. Chúng tôi nói rất nhiều lần với quý vị là trì chú đó là Tổ Ấn Quang mỗi tối 25 hoặc là 50
y theo lời tổ dạy. Chúng tôi là y giáo phụng hành các vị lão sư. Lúc trước 2007 đến 2017 là 10 năm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, 4 chữ thôi, một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó rồi nghe Tổ Ấn Quang nói phải niệm thêm hai chữ Nam Mô. Khi mình niệm hai chữ Nam Mô, mình chỉ người khác niệm hai chữ Nam Mô là A Di Đà Phật là đủ 6 chữ đó. Có những người lòng cung kính nó không đủ, cho nên thành ra họ tích lũy thêm cái chữ Nam Mô để cung kính, là quy mạng, là quay về. Có những người chấp chặt 4 chữ được rồi chứ còn gì thêm 6 chữ, hai chữ Nam Mô để làm gì? Chấp chặt thì Tổ Ấn Quang nói có chướng ngại. Niệm trong tâm thì có thể niệm 4 chữ, vì nhiều chữ khó niệm bớt hai chữ Nam Mô, nhưng không thể bỏ hai chữ Nam Mô. Nếu mà trước từ đầu đến đuôi mà thiếu hai chữ Nam Mô thì là bất kính. Trong kinh nói danh hiệu Phật Bồ Tát đều có hai chữ Nam Mô. Cái cách của ngài nó uyển chuyển, nó quyền biến, không chấp chặt, rất tuyệt, rất tuyệt. Còn hộ niệm bước đầu có hai chữ Nam Mô, sau rồi là A Di Đà Phật. Phải học cho kỹ, không nghe là bộp chộp rồi cái bắt đầu chỉ trích đạo phá. Có nhóm nói hai chữ Nam Mô là niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật ở đông, có nhiều chỗ kêu niệm 4 chữ cũng được, còn về hai chữ Nam Mô nó choảng nhau hết. Tổ Ấn Quang ngày Dung Hòa, Nam Mô Di Đà Phật cũng được, mà phải cần niệm ra tiếng là 6 chữ, niệm trong tâm 4 chữ. Cái cách của ngài rất hài hòa, không đạo phá. Thấy chưa? Có nhiều người họ không trì chú thì thôi, mà mình không trì chú là không bao giờ mình chỉ cho người ta trì chú, mà người ta trì chú nhiều lúc mình đã phá nữa, tội chết. Ít có khi nào những người mà không trì chú mà họ tán đồng cái người trì chú, hoặc họ chỉ người khác trì chú. Ủa, người ta không trì chú, người ta làm sao người ta chỉ người khác? Người ta chỉ theo quan điểm của họ chứ, họ chỉ theo cái niệm 4 chữ đó. Hết sức thận trọng. Mình có trì chú rồi, nghe người trì chú là mình tỳ hỷ. Bởi vì căn cơ họ vào là họ trì chú, họ có niềm tin rồi bắt đầu họ chuyển sang niệm Phật. Họ có những người họ vào họ niệm Quan Âm rồi họ thấy có sự cảm ứng rồi họ niệm Phật. Có những người có duyên họ đi thẳng vô họ niệm Phật. Nếu niệm Phật được tốt, nhất tâm tốt thì vẫn cứ việc niệm. Mà niệm không nổi, phiền não bà cố luôn. Phân biệt chấp trước giống như cái cô đó đó. Cô nhắn về đó, cô nói suốt ngày niệm Phật còn thời gian đâu mà trì đại bi. Để ý nha, để ý nha. Có những người họ niệm Phật suốt ngày một thời gian họ chán. Tổ Ấn Quang hay ví dụ là ăn cơm trắng thời gian là sẽ chán, ăn không nổi. Thêm rau dưa đỡ đói. Thêm rau dưa không có, có trở ngại gì. Mà chúng tôi kinh nghiệm cái chỗ này. Niệm Phật không bỏ, nguyện vãng sanh là chánh hạnh. Nhưng có trì đại bi, bồ đề tâm mình nó giữ vững, nó không chán nản, nó không có thối chuyển. Rất hay, thử đi, để đi. Ngày còn 25 hoặc 50 thôi, cho nên Tổ Ấn Quang mỗi buổi tối 50 hoặc 25 là có lý do của ngài. Đúng không? Nghe cho kỹ, cho hiểu cho rõ. Thì như vậy, cái việc mà để mình tích lũy, để chuyển định nghiệp, thì thứ nhất đó là in kinh sách, đó là một loại công đức tha lực bên ngoài. Và chuyển định nghiệp đó là công đức phóng sanh, 10 công đức phóng sanh, đó là một loại công đức lợi tha bên ngoài, hỗ trợ cho cái việc kéo thọ mạng dài, chuyển định nghiệp. Thêm một công đức tự lợi, đó là trì chú niệm Phật, tụng kinh, ăn chay, để chuyển định nghiệp thọ mạng ngắn thành dài. Được không? Được. Được, làm đi. Tin tưởng lời Phật đi. Làm được. Đó là cái việc mà chúng tôi nói để cho quý vị có tính tâm. Hôm qua có thầy Chiếu, thầy nói thưa sư phụ, có sư cô nằm cũng hơi lâu mà chưa có mất. Chúng tôi nghĩ vào thì chắc là cũng chưa mất, bởi vì nhìn thấy sư cô còn tỉnh, hỏi thọ tỳ kheo chưa, thọ rồi. Biết thầy Giác Nhàn không? Biết. Cũng có yếu đó mà chúng tôi nghĩ chắc là cũng phải 5-3 ngày nữa mới đi. Chúng tôi với thầy Chiếu vô xong chúng tôi khai thị hồi lúc khoảng 9 giờ thì 4 giờ chiều ni sư ra đi. Lý do gì? Cần có tha lực của Phật Bồ Tát, cần có tha lực của đại chúng, cần có trợ lực của người bên ngoài, rất cần. Vì tự khả năng của mình không đủ những điều kiện, đó là thần thông, đó là công đức, đó là những cái chướng ngại mà mình vượt qua, mình không đủ khả năng thì phải cần có người khác. Chúng tôi vô nói vài câu thôi. Các vị oan gia trái chủ hoan hỷ cho sư cô đi. Niệm Phật chung với sư cô đi. Đạo tràng của thầy là chuyên niệm Phật tiễn người về Tây Phương Cực Lạc.
Nếu mà mình niệm Phật mà mình tiễn đưa người về Tây Phương Cực Lạc được thì công đức của mình Phật cùng Phật mới biết được lớn lắm. Rồi nói sư cô buông xả vạn duyên, hôm qua thì khai thị ít lắm, vậy mà 4 giờ chiều ra đi nhẹ nhàng. Cho nên quý vị mà chuẩn bị đi lên phòng hộ niệm, thầy nói một cái là quý vị đi nha. Nhưng mà không phải là thầy khoe khoang cái tài năng của thầy đâu, nhưng mà quan trọng là sư cô nghe, sư cô chịu buông. Chịu buông. Cái người nói và người nghe hợp tác. Cái người nói là kêu buông cái thân này ra, mình mới có được cái thân liên hoa, hóa thân vô hoa sen, mình về Tây Phương Cực Lạc. Rồi mình buông cái thân này đi, mình buông cái vọng tưởng đi, mình tha thiết niệm Phật đi, thì cái người nói cảm được với người nghe cảm được với người nói, hai người đồng thuận với nhau, hai người hợp tác với nhau. Sư cô rất hợp tác. Cho nên sư cô ra đi, còn quý vị không hợp tác làm sao đi? Đúng không? Còn sống cũng không hợp tác, đúng không? Còn sống rồi kêu con ơi tụng kinh đi, trì chú niệm Phật, tụng làm gì mệt chết, có thấy gì đâu mà tụng ha. Rồi kêu đi hộ niệm đi, kêu hộ niệm làm gì, chừng mình chết rồi người ta hộ niệm cho mình, chứ còn có gì đâu mà mình rảnh thời gian đi hộ niệm. Nói cái gì cũng không hợp tác, không nghe. Nói cái gì cũng không chịu hết trơn, cứ bật ngược lại không. Không có gieo duyên hộ niệm, không có gieo duyên khai thị, không có gieo duyên cái người suốt lớp lâm chung. Thì lúc lâm chung người ta nói mình cũng giữ tánh nào tật đó cho coi. Đúng không? Bình thường sống cũng không hợp tác, cũng không có gì thuận theo. Thì lúc gần ra đi cũng thế thôi. Cho nên chúng tôi khuyên mấy thầy, ví dụ như thầy Phổ nè, một số các thầy như là thầy Hải, rồi thầy Nguyện, thì thầy lúc trước thầy có hộ niệm rồi, thỉnh thoảng vô mình đi một ca hộ niệm để mình biết cái mùi vị, mình biết cái phương cách, rồi mình khai thị, rồi chừng người thân mình hoặc Phật tử hoặc ai đó mình giúp cho họ, gieo cái duyên hộ niệm rất là hay. Thực sự cái duyên này rất là hay, mà cái cách hộ niệm chúng tôi vô là chúng tôi rất cảm. Rất cảm nghĩa là gì? 4 chữ A-di-đà-phật chậm một câu, rồi đại chúng niệm một câu, không tổn khí. Cái cách niệm đối đáp rất hay. Cho nên chúng tôi áp dụng cách đối đáp cổ đại chúng tu bên ngoài chánh điện và cổ đại chúng tu ở trong phòng hộ niệm. Cái cách đối đáp rất hay, không tổn khí mà rất nhiếp tâm. Đó. Có cô bên Mỹ, cô kể câu chuyện này lắng nghe nè. Chết nước, thằng nhỏ, trời ơi, có một đứa con trai một. Nhìn nó đẹp trai mà nó ngoan, quá trời nó ngoan luôn. Mới có học được lớp 9, lớp 10 gì đó, đi theo bạn ở bên Florida, xuống biển bơi chạch tắm mà không có ôm cái phao, ỷ biết bơi. Mấy người chết biển là hầu như là ỷ biết bơi, không ôm phao. Sóng nó dập vô một cái, văng vô trong cái bờ, cái là gì? Chết tươi liền. Mà mặt tím liệm luôn. Mà cô này là có thường nghe pháp của chúng tôi, vừa nghe thông báo của đến là thằng nhỏ học máu liền. Cái tâm thức nó thương mẹ quá mà nó chết đột ngột, cho nên học máu tươi ra ngay tại chỗ. Mấy người mà chết mà họ ức là học máu tươi dữ lắm. Chúng tôi có đi liệm một ca, cái anh chàng đó anh tự tử lúc trước, chưa tu tịnh độ, năm 93-94 ở trong chùa Bửu Sơn, đi liệm một ca, anh chàng đó uống thuốc sâu, vừa tụng chú đại bi lên là nó học máu liền. Máu tươi rối luôn, nó ức quá. Cái tâm thức nó chuyển cái thân luôn. Thằng nhỏ này học máu tươi, mặt tím liệm, hả miệng mắt cũng gì trợn lên. Cô kêu thôi xong rồi. Cô đau đớn, một đứa con mà đứa con quá chừng ngoan luôn, xin mẹ đi tắm biển với bạn mà cuối cùng bị chết. Bắt đầu cô thành tâm của niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cô niệm, cô niệm, cô để ý, cô nhìn vô mặt nó, cô niệm. Ngồi trên cái xe chở đi về, niệm 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 suốt. Cô xin về tại trong cái phòng mà để cái xác nó, cô niệm luôn. Cố niệm đến 12 tiếng, cái bắt đầu mắt nó khép lại, miệng nó nhắm, cái mặt đó bắt đầu nó chuyển hết cái máu bầm. Bắt đầu bà mới nói chuyện với nó, kêu thôi thọ mạng con hết, con ra đi. Mẹ được nghe pháp của thầy Giác Nhàn niệm Phật cho con, mà con cảm được câu Phật hiệu, cho nên cái sắc diện của con nó khác hơn cái lúc má mới gặp con. Ghê chưa? Cái người mà mất rồi mà được nghe niệm Phật còn chuyển như vậy, chứ đừng có nói kiểu mà ở trong phòng hộ niệm được bao nhiêu ngày tháng. Mấy cô cứ nghĩ đi, mấy Phật tử cứ nghĩ đi, mấy thầy cứ nghĩ đi, là niệm cho họ được, mấy thầy được công đức như thế nào biết không? Nên lưu tâm cái chuyện hộ niệm đi. Đang ở trong đại chúng đó, một cái phước báu và một cái nhân duyên rất thù thắng mà bỏ quên cái chuyện này là uổng lắm à. Hôm bữa giờ chúng tôi có nhiều ca là ba của cô Lợi, ông Nguyễn Văn Tịch đúng không? Chung với mẹ thầy Từ nữa không? Bữa đó là bà sư cô, rất nhiều người
thực sự cái nhân duyên chúng tôi với hộ niệm rất là sâu. Cho nên hôm nay khuyên với thầy như vậy. Nhân cái việc những người họ chết cháy ở chung cư mini, họ không nghe được câu Phật hiệu, rất là thương tâm. Mình chỉ lập những cái đàn mình cúng, mình hồi hướng thôi. Nếu mà thực sự được hộ niệm cho họ, từ cái lúc mà mang cái xác họ ra, nó có sự chuyển biến rất vi diệu. Khi hiểu như vậy mình mới thấy được cái Phật lực gia trì. Cho nên thành ra mình chuyển định nghiệp bằng cách là tụng kinh niệm Phật trì chú, rồi chuyển nghiệp lực bằng cách là mình in kinh, mình phóng sanh, mình làm phước thiện, nuôi các cụ già, làm những công đức để thọ mạng kéo dài, ít bệnh tật. Muốn làm được cái điều này phải tin có Phật lực gia trì, cầu Phật lực gia trì. Giờ thầy Tánh sẽ đọc cái đoạn mà gia đình người này được Bồ Tát Quan Âm cứu độ. Đọc riêng một cái tờ một trang này để cho đại chúng nghe. Và hôm nay thầy sẽ giới thiệu một cái cuốn sách đang in, chủ nhật tuần sau sẽ tặng. Và cuốn sách này rất là đặc biệt, là mỗi buổi tối chúng ta khi công phu xong, nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Rất là hay. Chúng nữa thầy Tánh đọc xong rồi chúng tôi đọc cái bài phát nguyện này cho quý vị nghe ha. Mới có mấy ngày hôm nay thôi. Và cuốn sách này in 10.000 cuốn, trong đó có cái bài văn phát nguyện, nguyện Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau lên non niết bàn. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện cho con được mau giới định tuệ. Hay tuyệt. Đọc cái bài này vô là mình cảm được cái lời nguyện của Bồ Tát Quan Âm, rất cảm. Rồi trong đó có cái phương cách hướng dẫn mình trì chú Đại Bi. Trong đó có nói về từng câu Nam Mô là hát ra đắc na là gì, Nam Mô A Di chỉ ra là gì, tức là dịch nghĩa từng chữ từng câu rất sát nghĩa mà rất hay. Và cuối đó là nói đến 15 cái điều chết, không bị chết oan, chết ức, chết tự tử vân vân. Hôm bữa chúng tôi hay nói, chúng tôi cô gom vô cuốn đó luôn. Và cuối cùng đó là những mẫu chuyện niệm Quan Âm, niệm thần chú Đại Bi được cảm ứng từ trong cái sách của Tổ Ấn Quang. Cuốn sách này rất hoàn hảo, in 10.000 cuốn, lấy cái quỹ của tiền chùa Quan Âm ra in để chủ nhật sau tặng cho quý vị. Giờ thầy Tánh đọc cái lời của người được Bồ Tát Quan Âm cứu trong cái vụ cháy của chung cư mini. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lá thư của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Thành tâm cung kính lời cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm cứu gia đình của nạn nhân. Nạn nhân thoát nạn cháy ở chung cư mini nói gì về Phật Pháp? Thầy giáo Cao Văn Đoàn, giảng viên trường đại học công nghệ giao thông vận tải, sống trên tầng chính chung cư mini bị cháy ở Khương Hạ cho biết rằng: con chào thầy và chào mọi người trong làng ta. Con chính là người thông báo trên nhóm làng ta, chung cư số 37 ngõ 29/70 Khương Hà bị cháy. Nhờ mọi người niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đến cứu con. Con cũng gọi điện nhờ mẹ ruột của con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và con cũng ngồi niệm. Lúc được cứu xong, con gọi cho mẹ vợ ra chùa làm lễ nhờ chư Phật mười phương giúp đỡ. May có các sư thầy về chùa nghe tin nên tụng trì kinh Phổ Môn giúp cho mọi người chung cư của con. Hiện nay con không bị mất sợi tóc nào, sức khỏe vẫn tốt, em gái của con ghép thận cũng không sao. Vợ con là bác sĩ Vũ Thị Nhung, nhân viên bệnh viện Bạch Mai, đã qua cơn nguy hiểm, ngồi và ăn cháo được rồi. Cả nhà ba người còn sống một cách rất kỳ diệu. Nhà con mọi thứ bị ám khói, trừ bộ kinh sách để trên cao. Đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Dực Sư Lưu Ly Quang Như Lai thật không thể nghĩ bàn. Mong mọi người giữ vững lòng tin vào Phật Pháp. Sáng ngày 17 tháng 9, đoàn lãnh đạo nhà trường cùng các đại diện công đoàn và các đơn vị đã đến hỏi thăm gia đình của con
động viên gia đình thầy giáo Cao Văn Đoàn, giảng viên khoa công trình. Nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini phường Khương Đình hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, gia đình thầy có 3 người đều bị ảnh hưởng. May mắn rằng thầy và em gái, vợ bị ngạt khí nhẹ và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tuy nhiên, vợ thầy là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, bị ngạt khối nặng, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình hình hôn mê, suy hô hấp, suy đa tạng do nhiễm phải khí độc, viêm phổi, nhiễm toan nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Ngọc Khiêm và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, đại diện cho nhà trường, đã trao và tặng ban đầu 50 triệu cho gia đình của thầy Cao Văn Đoàn. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Chắc chắn là cái chuyện này không phải là cái chuyện bịa, đúng không? Đầu tiên là cô Lan Phương gửi cho chúng tôi, cô xúc động vô cùng. Thứ hai là cô Nguyệt, là cô Tịnh Hiền á, cô gửi đầy đủ hơn nữa, họ viết đầy đủ hơn nữa. Chúng tôi nói chú Tính viết từng chữ từng câu cho rõ để hôm nay thầy tánh đọc. Mới đây 9 ngày thôi, bữa nay 22 mà gọi là 12 tháng 9 này, hôm nay 21 mới có 9 ngày, đúng không? Mới 9 ngày, mới tin, đúng không? Chuyện này không phải bịa đặt được. Mà bịa không bịa gì mình không biết, mà Tổ Ân Quang nói là xưng danh là cứu khổ, nạn khổ, nước, nạn lửa, nạn trộm cướp. Có một cái ông đó ở bên Trung Quốc, cái thời mà chiến tranh giữa Nhật với Trung Quốc, cái người Trung Quốc này, ổng ra ổng khom đầu cúi xuống chào tên lính Nhật. Tên lính Nhật này không thích chào, rút gươm ra xả chém từ trên cao xuống ngay đỉnh đầu. Mà khi ổng cúi xuống ổng chào tên lính Nhật là trong tâm ổng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xả xuống chém một cái, tự nhiên sau cái gươm nó trợt ra tót cái da đầu một bên chảy máu. Tổ Ân Quang nói cái ông này mà khom lưng cúi đầu xuống chào tên lính Nhật mà không niệm trong tâm thì cái đầu đã hai mảnh rồi, bung ra hai mảnh rồi. Có nhiều người nói gặp nạn rồi niệm, chứ bình thường niệm làm gì? Gặp nạn niệm nổi không? Không niệm được đâu. Không niệm được. Cái sợ, cái hoảng đó và cái bất an và cái không có niềm tin đó không thể nào niệm được. Trừ trường hợp trong đó có một người sướng rằng mọi người không nên sợ hãi, hãy niệm Quan Âm Bồ Tát. Họ niệm lớn lên thì mặt may á, những người mà bình thường không niệm thì niệm theo được. Gặp cướp, gặp hoạn nạn, trong nhóm đó có một người xưng niệm, mọi người niệm theo thì sẽ thoát nạn. Nhưng không có một người niệm thì những người khác bình thường không niệm là không bao giờ niệm được. Quảng lên liền, tá quả tâm tinh liền. Cho nên Tổ Ân Quang mới nói là 10.000 câu niệm Phật phải là 5.000 câu Quan Âm. Ghê chưa? Không bỏ danh hiệu Quan Âm, Phật A Di Đà mà còn phải có Bồ Tát Quan Âm để mà phụ tá, để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh mà. Dạo gần lại đây có mấy Phật tử nói ông thầy Giác Nhàn, bữa nay ông theo ông tổ nào niệm Phật cầu vãng sanh mà cứ kêu người ta niệm Quan Âm, niệm thần chú Đại Bi. Coi thử coi, trong hoạn nạn của cuộc sống mình có hay không? Mình niệm Phật đi vô cảnh giới nào rồi? Hay là vẫn còn bị vọng tưởng, tham sân si, tà dâm trộm cắp, vọng ngữ, rồi nói láo, rồi tham sân si, mạn nghi, nghi ngờ một đống trong đó, rồi nó chiếm hữu, nó làm chủ bản tâm. Công phu niệm Phật ngán quá niệm không vô, ăn cơm trắng ngán quá ăn không nổi thì thêm rau dưa đi, thêm thử đi thần chú Đại Bi, niệm Quan Âm thử thêm sao. Mình phải biết sức mình chứ. Nghe cái bài văn phát nguyện này, chủ nhật tuần sau mỗi người được một cuốn nha. Để cái cuốn này trước bàn Phật, coi tới coi lui, ngày nào cũng phải dùng hai lần. 3-4 ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu là đọc cái bài văn phát nguyện này để kết duyên với Bồ Tát Quan Âm, để mình gặp lửa thì lửa tan biến nè. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau biết tất cả pháp.
tất cả pháp của Phật pháp không dễ biết đâu nghe. Có một vị thiền sư, vị thiền sư mà ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang có nói, niệm một ngày 10 vạn là 100.000 câu, có khi 12 vạn là 120.000 câu danh hiệu Quan Âm. Suốt đời ngài chỉ niệm Quan Âm, cho nên tất cả Phật pháp thông suốt hết, thế gian pháp vẫn thông suốt hết luôn. Tánh nhớ vị nào ta? Minh Giáo Tung thiền sư. Tổ sư Ấn Quang có tán thán vị thiền sư này. Thiền sư nha, niệm Quan Âm một ngày 150.000, 120.000, về sâu Phật pháp không có học mà biết hết luôn. Cho nên thành ra trong này có cái nguyện là nguyện con mô biết tất cả pháp, tất cả pháp của Phật pháp á. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Cái mắt trí tuệ tức là cái trí tuệ của Phật pháp. Khi mà mình giữ giới sanh định, định phát sanh được trí tuệ. Mà khi người có trí tuệ thì tham sân si mạn nghi giảm nhẹ, không khống chế được. Nghĩa là tham sân si mạn nghi không khống chế mình được nữa, không làm chủ được. Bởi vì họ có trí tuệ cho nên thành ra họ dạt trừ hết tất cả những cái tham sân si mạn nghi. Nhưng trí thức ngoài đời, bác sĩ kỹ sư, tuy rằng có trí thức là giỏi, nhưng mà ngã mạn tham sân si mạn nghi coi chừng khống chế không được. Khống chế nó không được đó, trí thức khống chế không được. Chỉ có giữ giới tâm thanh tịnh rồi bắt đầu là phát sanh ra trí tuệ thì mới có cái khả năng để mà giải quyết được tham sân si. Và có trí tuệ nó lường được công việc là không bị sai trái. Nhớ nha, nhớ cái trí tuệ nhà Phật nó khác hơn trí thức đó nha. Hôm bữa chúng tôi có giảng ở ngoài khu tâm linh Đài Sơn mà cái video này nó bị âm thanh nó bị hư. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mâu độ các chúng sanh. Khi mà cái người mà có ích kỷ mà nguyện vô cái tâm này, nguyện vô cái lời nguyện này là muốn phụng sự chúng sanh để cúng dường chư Phật. Hay lắm, trong này rất hay. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Cái người mà họ có cái phương tiện về ăn nói nè, cái phương tiện về để mà giúp người khác mà họ khéo léo rồi đó, thì họ giúp được rất nhiều người. Cũng như ngày hôm nay mà chúng tôi lên nói chuyện mà các thầy có những cái phương tiện, giống như cái ghế ngồi thôi là một cái phương tiện cho quý vị. Nếu nãy giờ quý vị ngồi dưới đất một tiếng 15 phút là quý vị bắt đầu đê ê chân, cứ nghĩ cái ê không, quý vị không có nghe pháp được. Vậy mà có thêm cái phương tiện một chút xíu, đó là cái ghế ngồi, là quý vị thấy nó dễ chịu không? Đó là một loại phương tiện khéo léo. Rồi đưa ra cho quý vị một cái phương cách tu, đúng không? Khéo léo, những phương tiện khéo léo thì đòi hỏi mình phải có Phật Bồ Tát giao hộ, chứ tự thân mình nhiều lúc mình làm không được đâu. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã, tức là lên được thuyền trí tuệ là Bát Nhã đó. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con sớm được qua biển khổ, tức là khổ của ta bà nè, bát khổ nè, tam khổ nè, là mau ra khỏi cái cõi dục giới, sắc giới, ta vô sắc giới này ha. Đây là nhà lửa tam giới ha. Mà cái quốc độ ta bà mình nè, nói chung là tam giới á, mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là quốc độ nguy thí. Nguy thí là không an ổn. Lửa cháy không biết lúc nào, sụp đất không biết lúc nào, chúng gió chết không biết lúc nào. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nói là quốc độ nguy thí. Nguy thí là nguy hiểm và không an ổn. Phật nói là không có sai, quốc độ này không an ổn, do nghiệp lực của con người mình tạo lên. Còn cái cảnh giới cực lạc là do nguyện lực của Phật tạo nên, nó khác hẳn một trời một vực. Mau qua khỏi biển khổ là cõi ta bà ha. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau được đạo giới định. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con sớm lên non niết bàn. Câu này chúng tôi đọc là chúng tôi non là núi là biển phải không? Mà nó non niết bàn, cái danh từ họ dùng rất hay. Nguyện con sớm lên non niết bàn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau về nhà vô vi. Nhà vô vi tức là nhà thanh tịnh á, vô tướng á. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con sớm vãng sanh về cực lạc. Hay, coi như những cái nguyện này là hay. Nhưng mà chúng sanh ở bên ngoài nguyện cái gì? Nguyện có con, cuối cùng không có con cũng đau khổ. Nguyện có tiền trong mạng không có tài cũng đau khổ. Nguyện có nhà, có cửa. Nguyện cái gì mà không có là đau khổ. Mà nguyện những cái điều này thì chắc chắn sẽ được có Bồ Tát gia hộ. Mà chưa tới thì không có đau khổ. Để ý đi. Tiếp cái đoạn này nữa mới hay nữa nè. Nếu con hướng về non đau tức thời liền sụp đổ. Ví dụ người ta đem gieo đến giết mình. Cái ông đã chào tinh lính Nhật, họ cầm
đau, họ cầm kiếm họ chẻ đầu mình, hoặc mình bị những cái non đau, thì mình hướng về đó niệm Quan Âm thì gì? Non đau sụp đổ hết. Nếu con hướng về lửa nước sôi, nước sôi lửa cháy tự khô tắc. Ghê không? Niệm Quan Âm Bồ Tát, gặp lửa cháy nước sôi, hướng về đó niệm Bồ Tát Quan Âm, tự nó tắt. Hằng ngày đọc cái này rồi lúc mình gặp nạn mình mới nhớ. Nếu con hướng về lửa nước sôi, nước sôi lửa cháy tự khô tắc. Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được no đủ. Nếu con hướng về tu la, tu la tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các loài súc sanh tự được trí huệ lớn. Loài súc sanh là do nó si mê, không tin nhân quả, không có trí tuệ, nó si dại, cho nên thành ra nó lội làm loài súc sanh. Nó không có ba loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà hai loài ngạ quỷ với địa ngục mình không thấy, mà súc sanh mình thấy, đúng không? Cái cảnh giới nó tương đồng với mình, mà do nó si mê, mà mình hướng về đó, mình nguyện cho nó có trí tuệ. Ý muốn nói sâu xa là mình niệm Quan Âm Bồ Tát để có trí tuệ, không lọt vào loài súc sanh, và hướng vào loài súc sanh để cho nó thoát ly cái cảnh súc sanh, để cho nó có trí tuệ. Chỗ này rất sâu, những cái điều nguyện này rất là sâu. Mà trước cái cuốn sách đó là chúng tôi nói thầy Tánh là để cái tượng Bồ Tát Thiên Thủ, cái tranh á, để trong trước cái cuốn sách này. Mà những cái mẫu chuyện của Tổ Ông Quang nói về cái việc mà tụng thần chú đại bi với niệm Quan Âm, coi như cuốn sách này rất là hoàn hảo. Chủ nhật sau là tặng quý vị, mà đúng là chủ nhật sau là in mới xong, chủ nhật này không xong. Còn lại một cái lá thư chúng tôi có lấy trích ra từ ở trong An Sĩ Toàn Thư với lại trong Văn Sao. Giờ thầy Tánh đọc cái lá thư này xong là chúng ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin đọc tiếp theo những lời khách lá thư trích trong An Sĩ Toàn Thư, nói về nghi vấn về pháp môn tịnh độ thành tâm. Cung kính những lời cúng dường chư Tôn Đức Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Những điều nghi vấn về pháp môn tịnh độ. Một điều nghi vấn thứ nhất, hỏi: các cõi Phật trong khắp mười phương công đức đều bình đẳng như nhau, vì sao không đồng nghĩ đến hết thảy các công đức cầu xin về hết thảy các cõi Phật thanh tịnh, mà chỉ riêng cầu xin về cõi thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà mà thôi? Đáp rằng: cõi nước thanh tịnh của chư Phật tất nhiên đều bình đẳng, chỉ có điều là đa số chúng sanh cặn tánh ngu đồn, uế trược, tán loạn, nếu không chuyên tâm một nơi thì pháp định tâm khó lòng thành tựu. Cho nên chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, đó chính là pháp định tâm hướng về một đối tượng duy nhất. Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh chép rằng: Bồ Tát Phổ Quang thư hỏi Phật rằng: trong mười phương đều có các cõi Phật thanh tịnh, Thế Tôn vì sao nghiêng hẳn về việc xưng tán cõi tịnh độ ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà, chỉ dạy người cầu vãng sanh về đó? Phật dạy Bồ Tát Phổ Quang: chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tâm tánh uế trược, tán loạn, vì thế nên ta nghiêng về xưng tán duy nhất một cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc phương Tây mà thôi. Để giúp cho chúng sanh chuyên tâm vào một cảnh giới duy nhất mới dễ được vãng sanh. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: hết thảy thân Phật cũng đều là một thân Phật, cũng giống như một phần chân tròn sáng phần chiếu trong hết thảy những nơi có nước. Cho nên biết rằng niệm một vị Phật tức là niệm hết thảy chư Phật. Vãng sanh về một cõi tịnh độ cũng không khác gì vãng sanh về hết thảy các cõi tịnh độ. Điều nghi vấn số 2, hỏi: trong các cõi Phật trong mười phương vô lượng vô biên, tùy ý niệm bất cứ vị Phật nào cũng đều được vãng sanh về cõi nước của vị Phật ấy, vì sao chỉ riêng niệm Phật A Di Đà? Đáp: có ba mối nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất, Đức Phật A Di Đà với thế giới Ta Bà này vốn đã có duyên.
Từ vô số kiếp trước, Ngài đã phát khởi 48 lời đại nguyện, điều vì muốn tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật về cội nước thanh tịnh của Ngài. Ngày nay, người ở thế giới Tha Bà này mở miệng niệm Phật đều là niệm danh hiệu Phật A-di-đà, trọng kính dị rằng chúng sanh trong tương lai phước đức mỏng manh, đến lúc giáo pháp sắp diệt, các kinh đều sẽ mất hết, chỉ còn duy nhất kinh A-di-đà lưu lại thêm 1.5 nữa, chẳng phải cũng là chứng minh cho mối nhân duyên này đó sao? Nhân duyên thứ hai, do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy trong ba tạng 12 bộ kinh, những điều Phật thuyết dạy đều hết sức mở rộng. Chỉ riêng đối với pháp niệm Phật chỉ danh, Phật không dạy niệm Phật nào khác, mà chỉ duy nhất niệm Phật A-di-đà. Ví như đây không phải điều hết sức thiết yếu, vì sao Đức Phật phải đinh ninh căn dặn nhiều lần? Nhân duyên số 3, vì chư Phật mười phương đều chứng minh xác tín, bởi pháp môn Tịnh Độ hết sức khó tin nhận, nên khi Đức Thế Tôn thuyết giảng về Phật A-di-đà, liền có mười phương chư Phật Như Lai cùng hiện đến chứng minh. Đó là lời chân thật, khiến cho người được chứng kiến rồi thì không thể không tin. Vì thế nên người tu tập nghiệp thanh tịnh có lý nào lại không chuyên niệm Đức Phật A-di-đà? Câu chuyện Đại sư Chí Khải niệm Phật niệm Quán Âm, Đức Quán Âm đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đại sư Chí Khải sống vào đời Tùy, hiệu là Chí Giả. Từ thuở thơ ấu, Ngài đã biết lễ bái tượng Phật, gặp chư Tăng liền chắp tay cung kính vái chào. Năm lên 18 tuổi, Ngài xuất gia tại chùa Quảng Nguyện. Về sau, lễ bái thế học với thiền sư Nam Nhạc Tuệ Tư. Ngài từng soạn sớ giải kinh Thập Lục Quán, tức là Quán Kinh, Thập Nghi Luận và nhiều sách khác để xương tán, xuyên dương pháp môn Tịnh Độ. Vào lúc sắp viên tịch, Ngài nói với đệ tử rằng: trần duyên đến đây đã dứt. Nói rồi xướng đệ kinh Thập Lục Quán, sau đó lại dạy rằng: cõi Tây Phương Tịnh Độ đường theo nguyện lực của Phật A-di-đà nên rất dễ vãng sanh, chỉ tiếc cho chúng sanh đối với pháp môn này khó tin khó nhận, nên hóa ra vãng sanh không được mấy người. Ngay khi tướng bến xe lửa cõi địa ngục đã hiện ra, nếu biết khởi cái tâm cải hối còn được vãng sanh, huống chi người từ lâu tu tập giới định. Đệ tử là Chí Lãng thứ hỏi rằng: chư biết đại sư được địa vị như thế nào? Đại sư đáp rằng: chỉ được vào hàng ngũ phẩm mà thôi. Trong chốc lát lại nói rằng: đại sĩ Quán Thế Âm đã đến đón ta. Nói xong, Ngài xưng niệm Tam Bảo rồi ngồi an nhiên mà thị tịch, như người nhập vào thiền định. Tổ sư Quang Khế Thị về bảo thân tiết dục, chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe, yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lấy lừng vận may đưa tới. Cũng không ai muốn bị đoán mạng, chích yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là mong ước thượng tình của con người trong khắp cả cõi đời. Dẫu là đứa bé con mới cao ba thước, không ai chẳng muốn như vậy. Dẫu là kẻ chí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước ghét lành. Nhưng kẻ háo sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và chuyện thân họ làm thật trái nghịch nhau, đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được, chẳng đáng buồn ư?
Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa, nơi liễu, chỉ mong mọi chuyện ấy. Ngay như trong tình vợ chồng, nếu cứ thầm đắm, ác sẽ bị tản thân mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá thầm đắm, nhưng do không biết kiên kỵ, tức là những chuyện kiên kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, nên ở đây không ghi rõ. Cứ mộng mồi theo đuổi, đến nỗi bị chết mất, thật quá đáng thương. Vì thế, Tiền Hiền soạn sách Bất Kha Lục thật rõ căn kẽ mối hại sắc dục. Những câu cách ngôn khuyên răng kiên dâm, bất dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện hòa dâm, phương pháp trì giới. Ngày, tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiên kỵ, chẳng ngại phiền phức đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết nên kiên dè những gì. Tâm giác thế cố dựng ấy có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha hết sức. Ấn quan lại tăng đính, tức là soạn thêm, sửa cho đúng những chỗ bị in sai và thiếu sót sách ấy. Đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và viên bộ in ra để lưu truyền rộng rãi là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Dạ, lá thư đến đây là kết thúc ạ. Dạ, Di Đà Phật. Thưa quý vị, đáng lẽ hôm nay chúng tôi mời một cụ chắc cũng sáu mấy tuổi, hôm bữa cụ qua thăm chúng tôi. Cụ rất là tội nghiệp, cụ nói có đứa con gái bên nước ngoài về, nó cúng cho một cái miếng để mà tắm á mà. Miếng để mà mình thấm xà bông, mình tắm cho nó sạch. Thầy cố gắng thầy tắm cho con nó có phước. Sau đó rồi cúng dường thêm mấy cái bánh rồi với 5 triệu. Rồi cô nói không hiểu làm sao đợt này con niệm Phật, con bị vọng tưởng nó vô cái là nó khống chế con niệm Phật không được. Rồi mấy cái thai nhi của con gần như là con bị ám ảnh. Thì thầy mới hỏi là hiện tại tu làm sao. Thì cụ mới nói là nghe người ta nói là trì chú không bằng tụng kinh không bằng niệm Phật, cho nên con bỏ trì chú rồi. Thì chúng tôi nói là cụ hiểu cái nghĩa đó như thế nào biết không? Tức là không phải công đức trì chú không bằng tụng kinh, công đức tụng kinh không bằng công đức niệm Phật. Hiểu vậy là sai. Nếu công đức trì chú mà mình trì chú tâm thành kính, Tổ Hồng Quang có nói chỗ này, nếu tâm thành kính trì chú thì công đức trì chú tâm thành kính bằng với công đức tụng kinh tâm thành kính. Nếu tâm thành kính niệm Phật thì tâm thành kính niệm Phật công đức bằng với công đức tụng kinh trì chú. Nếu tâm mà niệm Phật không đủ lòng thành thì không bằng công đức nếu tụng kinh đủ lòng thành. Đây là đang nói đến cái chuyện là phương tiện không bằng, chứ không phải là công đức không bằng. Phương tiện trì chú có những chỗ, những vị họ lập những cái đàn mật tông, cái mật đàn mật tông nó rất là kỳ công, rất là khó khăn. Trên cái phương tiện mà để lập đàn trì chú á, thì các vị mà chuyên tu về mật tông thì nó rất là khó, và rất là phải đầy đủ những cái tiện nghi, những cái ấn quyết, rồi những cái tranh ảnh của các vị thần chú vân vân rất là nhiều. Nhưng mà riêng Tổ Hồng Quang nói là mình trì thần chú đại bi để cảm đưa Bồ Tát Thiên Thủ đến, và nhờ công đức thần chú để nó tiêu nghiệp lực, và cầu nguyện Bồ Tát Thiên Thủ giúp mình vượt ra chướng ngại, chứ không phải mình chuyên về mật tông. Cho nên cái phương tiện này mình ngồi trước bàn Phật, hoặc có thể mình đi trên xe cũng được. Cái cuốn sách mà chủ nhật sau chúng tôi tặng á, có chỉ cái phương cách trì chú rất là hay. Họ nói trước bàn Phật có thể ra tiếng, còn mình đi ra ngoài, mình đi đâu đó chỗ không thanh tịnh thì mình trong tâm. Thế như Đức Tổ Hồng Quang nói là cái chỗ mà không sạch sẽ mình niệm Phật trong tâm á, cái chỗ này rất là hay. Và hai, họ chỉ mình cái cách mà hít thở bằng bụng dưới. Lúc trước chúng tôi tụng thần chú nó cứ nhói sau lưng, nó khó chịu, hết hơi cứ ngồi im lặng. Hôm qua cũng gặp ba cái anh thanh niên dắt ba bà bầu lên, chúng tôi qua đây coi cái đàn thầy Hào làm á. Ông kia ông trì chú sao ông cứ nhói sau lưng, ông nhói trước ngực, ông ngồi dưới đất rồi ông quỳ, ông làm đủ kiểu. Chúng tôi nói ngồi trên ghế xích một bên. Ông kêu ngồi trên ghế có bắt kính bằng Phật trước Phật không? Kia không sao, bằng Phật mình xích bên không sao. Ông mà ngồi dưới đất đâu chân ông tụng không được đâu, thấy không?
chỉ cho ông. Ông tụng mới có 25 biến, có khi 30 biến mà ông víu chân, ông đâu chịu nổi. Mà khi tập trung vô đâu làm sao mà tập trung vô để mà trì chú được. Thì chỉ cho ông hết, cho ông mấy cái máy. Chỉ ông hít cái hơi, cái hít sâu vô cái bụng dưới, là từ cái chỗ cái bụng dưới mình, cái rúng á, mình cứ phồng ra xẹp vô, mình tập cho nó phồng ra để cái hơi nó vô nhiều, rồi mình xẹp hết vô, rồi mình phồng ra, mình làm cái cơ bụng cho nó quen, tự nhiên cái hơi thở nó vô sâu là hết tổn khí. Trong cái bài mà cái cuốn sách Chủ Nhật Từ Sâu họ chỉ về cái cách thở bụng dưới rất hay, quý vị đọc kỹ vô đó. À, thì như vậy bà cụ bà nói là trì chú không bằng tụng kinh, tụng kinh không bằng niệm Phật, là chúng tôi nói đúng. Cái đó là phương tiện. Phương tiện tụng kinh phải ngồi trước bàn Phật, phải có mặc áo tràng. Còn niệm Phật thì cái phương tiện mình ngồi ở đâu, đi đâu cũng tụng được hết. Đây là nói cái phương tiện. Mà phương tiện thì cũng không quan trọng lắm. Bây giờ phương tiện quá dễ, cô ngồi trên xe, cô không có bằng Phật, cô vẫn trì chú được mà. Cái đó là nói nó là nó đủ phương tiện để mà cái việc mà tụng kinh là nó khó khăn hơn, nó không có đủ, nó cái phương tiện nó không có dễ dàng bằng niệm Phật. Nhưng công đức, ba cái loại công đức này bằng nhau. Mà biết trì chú lấy cái công đức này để hồi hướng về cực lạc, để hỗ trợ cho cái việc trì danh rất là tốt. Đó, cô bỏ trì chú, lúc trước hỏi tụng bao nhiêu, 70 biến một ngày, bây giờ còn có 7 biến, có bữa không tụng. Cho nên thành ra cái sức niệm Phật của cô không đủ cảm với Phật, và cái tinh tấn cô nó bị lùi sụt. Cho nên thành ra vọng tưởng nó chấn áp, thai nhi nó chấn áp. Cô về cô thử sáng 25 chiều 25 đi. Mà kêu đúng, lúc trước con trì đại bi sáng 25 chiều 25, có thêm buổi trưa nữa là 75, theo sư phụ nói con rất là yên. Mà bây giờ sư phụ nói con mới nhớ. Thấy chưa, bà cụ Hương hôm nay chắc bà ngại lên trước đại chúng, rồi chúng tôi có kêu bà qua. Rõ ràng không? Nếu mình niệm Phật mà chấn áp được vọng tưởng, tâm mình vô định sâu, công đức Phật hiệu mình niệm có kết quả, làm chủ được bản tâm, vọng tưởng không làm chủ được, tốt thì cứ việc niệm Phật. Nhưng Tổ Ấn Quang kêu là phải có tối 25 hoặc 50 và niệm thêm Bồ Tát Quan Âm. Cái pháp của Ngài tu như vậy, mình làm như vậy, mình hành như vậy sẽ được như vậy. Còn ai không làm thì thôi, đừng có hỷ báng, mang tội. Nhưng bà cụ Hương bó tay đó. Đó là cái việc chúng tôi nói để quý vị, không phải chúng tôi nói như vậy để quý vị bỏ niệm Phật đâu. Sao bỏ niệm Phật được? Niệm Phật là chánh hạnh mà. Nhưng mà phải có trợ hạnh, đúng không? Coi thử coi, nếu niệm Phật niệm Quan Âm mà niệm Phật không niệm Quan Âm, không trì chú đại bi một thời gian, coi chừng nó ngán. Hồi chiều hôm qua chúng tôi nói với cái anh ở ngoài cái khu ăn dưỡng ở ngoài Đà Nẵng hôm trước, chúng ta ra ở một số mấy Phật tử rồi cô Hạnh biểu ra ở đó. Hồi sáng anh nói như vậy: con thì đang làm bộ đội của nhà nước, 12 giờ khuya khi con vừa thức giấc, đang ngủ á nghe, 4 giờ con mới dậy, mà vừa thức giấc là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm hoặc A Di Đà Phật. Cho đến 12 giờ trưa là con niệm Phật. Bước sang 1 phút của 12 giờ trưa là con niệm Quan Âm đến tối. Bây giờ chúng tôi nói là buổi sáng niệm Di Đà, chiều niệm Quan Âm á. Bắt đầu anh thực tập, anh kêu nó có cái hay, sư phụ hỏi hay làm sao. Khi bắt đầu sư phụ ra tổ chức con đi biển niệm Phật sư phụ, đến bây giờ có uy lực con làm việc, con nói ra cái gì là lính lát. Ông là khu an dưỡng, ông là chỉ huy trưởng mà, ông đại tá, ông quản lý, ông nói là con nói ra điều gì là lính dưới đó nó không cãi mà nó làm răm rắp. Con thấy cái điều vi diệu này đó. Lúc trước là đôi khi nó còn cãi, hoặc công việc con nó bị trục trặc, nhưng bây giờ con niệm Phật mấy ngày hôm nay hầu như là không gián đoạn. Con vừa bỏ bút xuống một cái là con đề khởi, con đi, con niệm trong tâm, không ai biết, công nhận hay thiệt. Chứ còn mà kêu cầm kinh cầm sách đi tụng tu cái kiểu mà hình tướng là con tu không được. Mà sao hay thiệt nha, vừa bỏ bút xuống một cái là niệm. Bởi vì do hôm bữa sư phụ có nói rằng là tôi đi với ông, nhưng mà ông nói chuyện liên thiên, ông nói mà coi như là muốn khùng muốn điên luôn á. Mà con nghe vậy là con kêu chết rồi, nếu mà không niệm chắc thời gian khùng điên thiệt. Từ lúc đó ông nhập được luôn. Ông kêu là bây giờ rảnh là ông niệm. Mà hầu như là ông niệm thường xuyên. Lúc trước rảnh rồi ngồi suy nghĩ rồi tùm lum hết trơn, mà bây giờ là khính rịch. Chúng tôi mới nói thêm: ông nhớ nha, nếu mà sáng ông 12 giờ khuya ông niệm Phật cho đến 12 giờ trưa, nếu mà bữa nào mà công việc nó áp lực nặng á, tức là những cái việc nó tối tấp cho ông á, thì ông chuyển qua niệm Quan Âm suốt luôn. Mà khi niệm Quan Âm suốt luôn mà nó qua rồi, bắt đầu ông trở lại như vậy. Bây giờ Tổ Ấn Quang nói là gặp nạn tha thiết niệm Quan Âm thì đỡ tốn tâm lực, nó nhanh hơn. Không phải Phật Di Đà không đủ thần lực gia hộ cho ông, nhưng mà cái duyên của Bồ Tát Quan Âm, ông niệm rất dễ cảm, đỡ tốn tâm lực. Tổ dạy như vậy thì ông cứ làm như vậy đi.
Ông kêu sư phụ nói sao con làm vậy à, thấy lợi ích quá rồi, bữa nào mà con gặp nạn là con làm luôn Quan Âm. Kêu ông niệm cho ông làm gì. Rồi sao? Rồi chúng tôi mới nói thêm, nhớ ngang, ông niệm Phật niệm Quan Âm bây giờ ông hứng thú ngang, một thời gian lỡ công việc nhiều có những cái lúc ông sẽ chán, nhưng nếu ông giữ đại bi sáng 25 biến tối 25 biến thì ông không bao giờ chán. Đây là kinh nghiệm của tôi. Ông phải giữ đại bi, mà đại bi phải ngồi trong phòng mặc áo tràng đàng hoàng. Ông kêu con ngồi bên trong được không, con ngồi bên ngoài ngoài lỡ mà người ta thấy tội nghiệp tu, bây giờ đang đi làm mà. Được, ông ngồi bên trong phòng ngủ á, cũng được, mặc áo tràng trang nghiêm. Ông kêu ổ vậy là sư phụ kêu con tu hết trơn rồi. Tu chứ sao không tu, có nghĩa là rảnh là niệm Phật, rồi sáng tối cái hai cái thời công phu. Ông kêu ổ vậy con người tu rồi. Chứ không phải người bộ đội nữa. Thì kêu ông bộ đội cũng phải tu, ông bộ đội không tu ông cũng khổ. Trời ơi, bây giờ ông niệm siêng ngoan quá chừng ngoan. Mấy lúc trước gọi ra kêu sư phụ con nghe đây, nói cái giọng nó không có ngọt ngào như bây giờ. Bây giờ gọi ra sư phụ con nghe đây. Trời ơi. Nhưng mà không phải nói ẻo điệu như bê đê kìa. Nói mà giống như ông quá cung kính, mà ông quá đại khái là nó an lạc. Hay thiệt, con nhỏ hay. Công việc tối mặt đắt mày, vậy mà ngưng xuống, thả cái bút xuống bàn là niệm 12 giờ 1 phút là bắt đầu qua Quan Âm. Tối đi bộ 1 tiếng rưỡi, sáng 1 tiếng rưỡi, một ngày đi 3 tiếng đồng hồ dạo biển. Lúc trước tắm 1 tiếng, đi bộ 1 tiếng, bữa nay đi bộ 1 tiếng rưỡi, tắm nửa tiếng thôi. Trên 50 tuổi, những người lớn tuổi họ chững chạc, nói một cái là họ nhập tâm liền. Đó là chúng tôi nói cho anh em huynh đệ, sự thật ngang, không phải tăng bóp hoặc thích lệ mấy anh em đâu, không có đâu, sự thật. Ha. À, giờ nghe một cái đoạn này một chút xíu nữa nghĩ nè. Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái bảo thân tiết dục, tức là mình phải giữ gìn cái chuyện mà giới tà dâm. Điều này là lần nào giảng cũng phải nhắc, bởi vì con người mình từ dâm dục sanh ra, không dễ gì giữ cái giới này đâu. Lắng nghe cái chỗ này nha. Khai thị số 49 đó. Lửa dục thiêu đốt tinh tỷ dễ cạn, vì thế đến nỗi giảm mất thông minh, trí lực kém hẳn. Người mà còn trẻ mới lớn lên 15-17 tuổi đó, coi phim ảnh ở trên mạng đó, thấy cái chuyện dâm dục rồi bắt đầu thử, rồi thích thú, rồi thủ dâm, tin rò rỉ, học hành không được, mất thông minh, mất trí tuệ, là do khô cạn tinh lực. Quan trọng chưa? Cha mẹ có nhắc không? Không nhắc. Nghĩ nó còn nhỏ chưa có vợ con mà. Không nhắc. Con gái 15-17 tuổi đó, 19-20 đó, cho nó đi qua đêm rồi mang bầu, mang thai vô. Có một cái cô Phật tử đó, đứa nhỏ mới 14 tuổi mà học lớp mấy đó, 14 tuổi chứ mấy đó, mang cái bầu với cái thằng thợ hồ, hết đi học. Bữa nay đến 20 tuổi mà 2-3 đời chồng, 2-3 đứa con, chết chưa? Tổ Ấn Quang nói còn nhỏ không răn dậy, nghĩ nó chưa có gì. Rồi lớn lên bắt đầu nó có vợ chồng rồi, cũng nghĩ chắc nó lớn lên có vợ chồng rồi nó biết kiêng dè. Có ai biết đâu, có ai biết đâu. Khô cạn tinh tỷ, thông minh không còn, trí tuệ không còn, sức khỏe không còn, thì đi làm cái gì nữa mà, đi làm cái gì ăn nữa trời. Cô Ly người ta còn làm chưa được, dẫu cho anh có phước báu, anh làm cái ngành nghề tốt là bác sĩ kỹ sư, làm cái gì đi nữa mà cuối cùng khô cạn tinh tỷ, thời gian giống như cây hết nhựa nó chết, đèn hết dầu nó tắt. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi phải nói. À, vốn là kẻ hữu dụng, có nghĩa là lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội đó, chẳng đầy mấy năm trở thành kẻ tàn phế vô dụng. Ghê chứ, có ai biết điều này không ta? Lại còn dần dần tạo thành bệnh lao. Bệnh lao tức là lao lực, lao sức, lao tâm. Nhớ nha, con người mình, tâm lực là ý thức của mình, cái tâm mình á, có niệm Phật, có tụng kinh, sáng suốt, định tĩnh, gọi là tâm lực. Sức lực là sức khỏe, biết ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt điều độ, ăn chay tu hành, sức lực có, thể dục thể thao. Khí lực là hơi thở, lễ Phật hít cho sâu, thường thở bụng dưới, đưa hơi thở sâu vô. Bồ Tát thứ 7 điều á, 8 điều Bồ Tát thường nghĩ đến hơi thở. Và cuối cùng là tinh lực, tâm lực, sức lực, khí lực và tinh lực.
Những điều này là cái gốc để cho mạng sống kéo dài và thành tựu được sự nghiệp siêu quần bạc tụy. Điều này là nói chính xác vô cùng, nghe phải để trong lòng. Lại còn dần dần tạo thành bệnh lao, bởi lẽ chẳng cần phải thường gần gũi nữ sắc, chỉ ngay trong lúc một mình, hễ một niệm xây chuyển, tơ tưởng dâm sự, đã thừa đủ để chôn vùi đời này. Vì thế Tôn Chân Nhân có nói: mạc giao dẫn động hư dương phát, tinh kiệt dung khô bách bệnh xâm, đừng nghĩ vẫn vơ dương khí uổng, tinh cạn mặt khô trăm bệnh sanh. Là nói đến đạo lý này. Người niệm Phật dâm tâm không đoạn trừ, để cho nó làm chủ bản tâm, tâm này ngăn cách với Phật, thì niệm Phật không cảm được với Phật, vì dâm niệm mạnh hơn Phật niệm. Rõ ràng niệm nào mạnh thì nó phải đi theo niệm đó. Từ còn sống cũng vậy, thằng ăn trộm mà niệm mạnh thì nó phải đi gặp băng bọn, nó khét vách, nó đục tường, nó ăn trộm của người ta. Cái thằng quýnh bài thì nó phải gì, nó niệm mạnh rồi nó đi tìm người quýnh bài đó. Chủ nhật tuần trước nói cái thằng đi qua casino đó, nó niệm gì đi đó, niệm đạo tràng niệm Phật thì đi, thì họ vô đạo tràng niệm Phật, họ tin tưởng thằng chú đại bi, họ niệm đại bi. Họ không tin tưởng thì đừng có nói họ niệm đại bi, họ còn hỷ bán nữa. Họ tin tưởng Quan Âm thì họ niệm Phật, họ niệm thêm Quan Âm để mà hỗ trợ cho niệm Phật. Niệm gì nó ra đó. Và lúc lâm chung thọ mạng, hết cận tử nghiệp đến, thì niệm nào cũng đi theo cảnh giới đó thôi. Sân thì vô địa ngục, si mê thì vô súc sanh, mà tham lam vô ngạ quỷ, ngã mạng vô Atula, Atula là ngã mạng. Hả? Đó. Thôi hết giờ rồi. Tuyệt vời không? Ngồi trên ghế không đau chân đúng không? Hít thở đều sâu, có khi nghe quên hơi thở, lắng vô định sâu đúng không? Nãy giờ ngồi thấy cảm xúc không? Chân thì không đau, khí hậu thì mát mẻ. Có nhiều Phật tử họ kêu họ lên khí hậu trên này nó thích hơn Đà Lạt. Đà Lạt nhiều lúc mùa đông nó quá lạnh, sáng thì lạnh quá, nó thay đổi hơi đột ngột. Dưới này rất tuyệt, khí hậu rất tuyệt. Nãy giờ quý vị ngồi đâu cần máy lạnh đâu không? Hơi nóng một chút xíu, không đến nổi ra mồ hôi tầm tã. Ngồi trên ghế, tụng một thời kinh xong đi kinh hành niệm Phật, rồi nghe một thời thuyết pháp, ra phóng sanh ăn cơm. Trời ơi, có cái gì mà bằng nữa trời. Mà không phải lo suy nghĩ về, không biết ổng có kêu gọi cái gì, hoặc ổng kêu mình đưa tiền cho ổng không. Đó, coi đi, sự thật không? Coi thử coi lại có thấy an vui không? Thì cái người ở trong căn nhà này, trong ngôi chùa này, thầy Phổ thì đi chợ, thầy Hào thì làm đàn lễ, thầy Thành thì nấu ăn sáng nay, thầy Tánh thì coi như đọc văn sao, thầy Nguyện thì xếp ghế, hòa mục chung với nhau như nước với sữa, để hỗ trợ cho Phật tử về đây tu tập vãng sanh cực lạc. Còn niềm vui gì mà bằng nữa ta? Không còn niềm vui nào bằng. Mà làm vô điều kiện, làm không có điều kiện. Làm không có điều kiện. Mà vô điều kiện đó công đức mới gọi là công đức vô lậu. Mấy chú quay phim cũng vậy. Xong rồi chiều chú Pháp ổng dựng lên, rồi mai chú Duyên ổng lên ổng làm một cái phim đưa lên. Chủ nhật tuần trước bây giờ là hơn 10.000 người. Mới chủ nhật tuần trước mà đưa lên làm phim xong, bữa nay mới có một ngày thôi, 10.000 người. Khi mình hiểu ra như vậy, không phải mình chấp hoặc mình khoe khoang, mà mình hiểu như vậy là có cái niềm vui, là cái động lực để mình làm không bị chán chường mệt mỏi. Cho nên thành ra cái việc của chúng tôi hôm nay, một cái buổi giảng này thực sự là có giá trị rất lớn để cho những người họ nghe lại. Ha. Đó. Hồi giờ đây là 11 giờ 22 phút rồi. Hồi nãy 10 giờ kém 15. Ha. Bây giờ chúng ta hồi hướng và ra phóng sanh, xong rồi vô cúng dường trai tăng và A Di Đà Phật. Có cái việc này thông báo nữa là cô Diệu Hiền của Phát Tâm của in 3.000 cái quạt như vậy, có chú Đại Bi lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, lúc trước mình cũng in 10.000 cái rồi đó, tặng hết rồi, thì sẽ tặng ngày 12 tháng 11 dương lịch và phóng sanh lần cuối ở khu Tâm Linh Đà Sơn. Thì thầy ở đây cũng bỏ quỹ ra in 3.000 cái để tặng cho Phật tử cái quạt này nè, là để dành cái ngày Vía Quan Âm 19 tháng 9 tặng cho quý vị.
À, cái quạt này nó vừa mát mà nhiều lúc mình massage mình đập đập nó cũng khỏe người dữ lắm. Ha.